Rồi mình sẽ học luật nhân quả. Trước nhất á, thầy sẽ phân biệt cho quý vị thế nào là luật nhân quả và thế nào là luật nghiệp báo nha. Hai cái này mình hay nhập nhằng và đôi lúc mình cũng không biết là giống nhau và khác nhau chỗ nào, đúng không? Và có nhiều người họ nói vậy nào, tôi không tin luật nhân quả, tôi không tin luật nhân quả. Tại vì sao? Tại vì có nhiều chuyện tôi thấy trước mắt như vậy đó, nó đâu có giống như quý thầy giảng đâu, hoặc trong kinh Phật nói đâu. Có nhiều người đến nay vẫn không tin luật nhân quả. Thì bây giờ thầy sẽ nói cho quý vị luật nhân quả là sao. Luật nhân quả nó thuần là, nó có hai, nó một là nó thuần là kỹ thuật thôi. Tức là luật nhân quả là có nhân có quả, có tác động và phản ứng thì gọi là nhân quả. Bây giờ thầy nói ví dụ nha. Cái tay thầy đập xuống bàn một cái, thì cái tay đập xuống bàn là nhân và vang lên là quả. Quý vị đang nóng, quý vị bật quạt lên, bật cái quạt lên, bật máy lạnh lên, thì cái việc mà mình bật quạt, bật máy lạnh là nhân và mình mát là quả. Mình đang khát nước mà mình uống ly nước vô nó mát thì uống nước là nhân và đỡ khát là quả. Mình đang đói bụng, mình ăn đồ ăn vào là nhân và no bụng là quả. Đó, nhân quả là vậy đó. Mình trồng trái xoài được trái xoài, trồng trái xoài là nhân và hột xoài là nhân và ra cây xoài là quả. Vậy thì quý vị thấy luật nhân quả là như vậy. Mình chứ mình không tin tính gì giờ, nó là quy luật của cuộc đời mà. Rồi, nhưng mà luật nghiệp báo là sao? Luật nghiệp báo là sao? Nhớ giùm thầy, khi mà nói tới nghiệp hay là nghiệp báo, nghiệp quả đó, thì nó có yếu tố thiện ác. Nhớ không? Thiện ác. Thầy lấy cái tay, thầy đập xuống cái bàn là nhân, cho cái quả là cái bàn vang lên cái tiếng một cái như vậy, thì nó đâu có cái gì thiện ác trong đây đâu. Thì mình không có gọi nó là nghiệp nha. Mà cái gì mà nó có thiện, có ác thì là nghiệp. Bữa nào đó thầy giận quý vị quá, thì bằng cái tâm sân, thì buồn, thì giận, thì bực, thì đố kỵ, thì ganh ghét gì đó, cái thầy nói, thì xúc phạm quý vị một câu gì đó, thì cái đó có được gọi là nghiệp không? Nghiệp không? Nghiệp, nghiệp nhân, cái nghiệp ở khẩu của thầy, một cái nghiệp bất thiện. Và cái quả mà thầy xúc phạm quý vị không có dễ thương như vậy, thì sẽ cho một cái quả bất thiện, thì cái đó gọi là luật nghiệp báo. Nghiệp quả, tức là nó cho quả, hay là nó cho báo, cái quả báo, thì mình gọi là luật nghiệp báo. Vậy thì khi cái gì mà nó có thiện ác ở trong thì mình gọi là luật nghiệp báo. Rồi chưa? Còn nếu mà nó không có, nó chỉ có thuần nhân quả kỹ thuật phản ứng thôi, thì nó là nhân quả. Đó. Rồi, nhưng mà như vậy nè, quý vị phân tích giùm thầy như vậy nè. Khi mà thầy dùng một cái lời không dễ thương hồi nãy, thầy xúc phạm một cái vị nào đó, thì có được gọi là nhân không? Gọi là nhân được không? Được, vẫn gọi là nhân được nha. Nhân. Và khi mà thầy trả một cái quả thì bị người ta mà nói xấu lại thầy, thì mình gọi là quả được không? Được. À. Nhưng mà cái gì không có thiện ác ở trong nha, thì mình không có được nói là nghiệp. Nhớ không? Cứ dính dáng tới nghiệp là phải dính dáng tới thiện ác. Nhớ chưa? Đó. Thì riêng cái bài luật nghiệp báo á, thì thầy sẽ giảng trong một cái bài sau. Một cái bài nghiệp báo sau. Còn hôm nay là mình chỉ học về luật nhân quả thôi. Rồi bây giờ thầy đặt cho quý vị một câu hỏi. Luật nhân quả này là của đạo nào? Là của đạo nào? Quý vị kính Phật lắm, quý vị trả lời là của đạo Phật, đúng không? Phải không? Ai mà gật đầu là chết quớt luôn nha. Không phải. Luật nhân quả nó không phải của đạo Phật nha. Luật nhân quả là quy luật của cuộc đời, của vũ trụ. Nếu mình nói luật nhân quả là của đạo Phật, vậy ai tin đạo Phật thì nhân quả mới xảy ra với người đó à? Phải không? Luật nhân quả là sự vận hành của cuộc đời này, của vũ trụ này. Anh cứ làm thiện thì cho quả vui, anh làm ác thì cho quả khổ. Còn nếu mà thuần nhân quả không có thiện ác thôi, thì anh khát thì anh uống nước thì anh sẽ hết khát, anh đói anh ăn thì anh sẽ no. Và thì cái quy luật đó là quy luật cuộc đời, quy luật của vũ trụ, quy luật của thiên nhiên, chứ đâu phải của đạo Phật, đúng không? Nhưng có cái chi tiết này là thường khi mà nhắc đến nhân quả, mình hay nghĩ liền tới là đạo Phật, đúng không? Đạo Phật là gắn với nhân quả. Vì biết tại sao không? Tại sao không? Là tại vì vậy nè, nói là để cho quý vị cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được làm con Phật. Với trí tuệ của Phật, với thần thông của Phật, bao nhiêu kiếp Phật tu tập nha. Và Ngài nhất là Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh. Với trí tuệ của Phật, Phật thấy rõ đường đi nước bước của nhân quả một cách rất là rõ ràng, một cách rất là sâu sắc. Và khi mà Phật nói ra những điều đó bằng cái sự thực chứng của Ngài đó,
Cho nên mình cảm như là nhục nhân quả là của đạo Phật, chứ không phải. Nó là quy luật của cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật thấy cái đó nó rất là rõ, chứ Phật nói. Và rất nhiều bài kinh của Đức Phật là trên nền tảng của nhân quả. Cho nên mình cứ nghĩ là nhân quả là của đạo Phật, không phải nha, là quy luật của cuộc đời. Nhưng Đức Phật thấy quá rõ cái điều đó. Phật thấy nếu mà quý vị học về Phật Pháp mà cho sâu cho kỹ á nha, gần như quý vị sẽ có tất tần tật, tút tùn tùn, sạch sành xanh. Những câu trả lời thắc mắc trong đời mình sẽ có câu trả lời hết. Chỉ có điều là sợ nhiều khi mình lười học á. Mình lười học mình không biết cái nhân nó có cái quả gì, cái quả đó nó có cái nhân gì. Phật dạy hết trong kinh rồi. Thì thầy hy vọng là Phật tử trở về chùa An Lạc cùng tu với thầy á, là quý vị giống như phát một cái lời nguyện là con sẽ ráng học Pháp, con sẽ ráng học Pháp. Còn cái việc đáp ứng nhu cầu giảng dạy, sách vở, tài liệu là thầy sẽ đáp ứng cho. Như hồi nãy thầy giới thiệu đó, cứ mỗi lần giảng là cứ giới thiệu 100 bài giáo lý, nhiều khi không giới thiệu thấy thiếu ha. Tại vì có những Phật tử mới mà có nhiều khi thật sự họ muốn học á, họ muốn học. Mà thầy nói là học mà có bài bản, học nhanh giỏi lắm, học có nền tảng nhanh giỏi lắm. Thầy thấy Phật tử về chùa ở đây nè, thầy để ý có những người ở ngoài, ông nội người ta, ông ngoại người ta, bà nội người ta, bà ngoại người ta, tức là có con, có cháu. Ở nhà đầy đủ lắm, ở nhà là con cháu cúc cung cho, chăm sóc cho, đi vô chùa, đi chùa nhà vệ sinh, đi vô chùa quét rác, đi vô chùa quý vị, con cháu, nếu theo ngoài đời giống như con cháu bị tới tu. Ông nội bà nội, con ơi bài kinh là con đọc đi con, đưa hai tay, trong khi ở ngoài là bà ngoại của mình á, bà nội của mình, đáng tuổi cha tuổi ông của mình á. Nhưng mà tại sao người ta làm được vậy? Thì vì họ hiểu cái nhân lành. Có một người vô tu mừng lắm, mình là Phật tử mình thấy ai sống tốt cái mình mừng lắm. Mình vô đây mình được phục vụ, mình được quét rác, mình được quét chứ không phải bị quét nha. Có nhiều người bị quét, không có, vô đây là được quét chứ không phải bị quét. Chùi nhà vệ sinh là được chùi chứ không phải là bị chùi. Ở đây có ai bắt quý vị chùi nhà vệ sinh đâu, không có đâu. Quý vị phát nguyện mà, phát nguyện chùi nhà vệ sinh, bởi vì quý vị biết là cái kho phước để đẹp đó. Chùi nhà vệ sinh là sau này đẹp dữ lắm. Một trong những phước để đẹp, cái nhân để đẹp đó, là làm cho cái nơi đó trở nên sạch đẹp trang nghiêm, và sau này cái phước rất là đẹp. Quý vị mà hay dọn rác sau này đẹp lắm. Thầy thấy những cái cảnh nó rất là dễ thương nha. Ở ngoài đáng ông, đáng bà, quý vị có bằng cấp, quý vị có học vị, quý vị có chức quyền, mà vô đây, vô trong ngôi nhà đạo xong, mình quên hết mấy cái đó. Mình chỉ là một Phật tử muốn giúp cho người ta tu học thôi. Thầy thấy đấy, quý vị nghĩ xung quanh Phật tử của mình là như vậy đó, họ thương lắm. Tại vì họ hiểu đạo, họ biết nhân quả, họ làm được như vậy. Còn mình đó, nhiều khi mình không có tu học, ai mà bất kính với mình một cái, đi ngang không chào mình một cái, mình biết tôi là ai không? Biết không? Không biết à? Không biết thôi. Nhiều khi thầy nói vui vậy đó. Mình dễ buồn, dễ giận lắm. Nhiều khi vô chùa tu nữa. Vô chùa tu nha. Cái mình lớn tuổi. Mình lớn tuổi, đáng ở ngoài là bà nội bà ngoại rồi. Cái vô có mấy mà Phật tử trẻ trẻ. Cái đôi lúc mất oai nghi, hoặc là nói chuyện với mình sau đó, nó không có cung kính mình. Mà nếu mình đem cái nghĩ là mà mình lớn tuổi cho, thì dễ buồn giận lắm. Thôi vô chùa mình bỏ đi một chút vậy đó. Nhịn chút, vô đây học Pháp mà. Vô đây học Pháp mà. Mình nhắc lòng mình như vậy. Và tại sao Phật tử người ta làm được như vậy? Tại vì họ hiểu nhân quả, họ hiểu ít nhiều về nhân quả. Nhắc đến nhân quả là gần như các nước Phật giáo á, là nhắc hai cái từ nhân quả rất là nhiều. Và đạo Phật á, du nhập vào Việt Nam mình cả 2000 năm nay. Cho nên á, tinh thần nhân quả là thấm trong đời sống. Nhất là những câu ca dao, những câu tục ngữ, những câu nói đời thường của mình đó quý vị. Thấm nhân quả rất là nhiều. Ở đây có một câu quý vị nhìn vào dàn bài đi. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Quý vị hay nghe câu này không? Làm sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là một bậc có trí tuệ, một bậc có từ bi. Một vị Bồ Tát, một vị Thánh hay những bậc có trí tuệ, các ngài sợ nhân. Còn mình là phàm phu thì mình sợ quả. Làm sao nè? Là như vậy nè. Bồ Tát, một bậc Thánh, một bậc trí tuệ, khi mà làm cái nhân là các ngài phải cân đo đong đếm xét nét coi nhân này là nhân thiện hay là nhân ác. Là sợ chỗ cái nhân đó, nhân thiện hay nhân ác. Nhân thiện thì làm, nhân bất thiện, nhân xấu thì không làm. Là ở quan trọng cái chỗ là nhân chứ không phải là quả. Còn phàm phu của mình làm nhân đâu có sợ, ban tới hết, không làm tới hết, thiện ác gì cũng làm tới hết trơn á. Mình không có sợ cái nhân, mà mình chỉ sợ gì? Sợ quả thôi. Không biết khi nào mình bệnh, quả. Không biết cái nào mình xấu, quả. Mình sợ nghèo quá, sợ quả nghèo, sợ quả bệnh, sợ quả xấu, sợ người ta xem thường, sợ mình không có điều kiện, sợ này sợ kia, tức là mình sợ quả không, trong khi mình không có sợ nhân.
Mà trên nguyên tắc quý vị hiểu rồi đó, có nhân mới có quả, nhớ không? Đây là quy luật ngàn đời, quy luật nghìn đời, quy luật nghìn thu là như vậy nè. Muôn đời nhân thiện cho quả vui, nhân ác cho quả khổ. Được chưa? Học thuộc lòng giùm thầy được chưa? Đó. Muôn đời tức là mãi mãi nó là như vậy nha. Có Đức Phật ra đời thì nó cũng như vậy, mà không có Đức Phật ra đời thì nó cũng như vậy. Muôn đời nhân thiện cho quả vui và nhân ác cho quả khổ. Rồi. Mình có thể lách được luật này, luật kia, ngách, lách luôn luật pháp luôn. Lách luôn pháp luật luôn. Lách được luật nhân quả không? Không. Mình hay nói vui đó là lách được cái này, lách được kia, lách được pháp luật luôn, đâu có lách được luật nhân quả. Tại vì luật nhân quả là quy luật của cuộc đời mà. Đó, mình hiểu ý này chưa? Nên Bồ Tát á, một bậc trí tuệ á, các ngài sợ ở tạo cái nhân. À, còn mình á là sợ ở cái quả. Nhưng mà khi mà quả nó đến rồi, mình đâu có thay đổi được, đúng không? Quả nó chỗ thôi. Bây giờ mình không có muốn trả cái chỗ cái quả nghèo nè, thì mình phải làm sao? Hả? Mình biết làm phước, nó không nghèo. Bây giờ mình sợ cái quả xấu lắm nè. Mình là sợ cái quả xấu lắm, nhất là mấy cô sợ cái quả xấu lắm, đúng không? Thì mấy cô sẽ ráng tu tập tâm tự, làm những cái phước để cho mình đẹp. Đó. Cái người mà hiểu đạo thì mình biết rằng à, cái quả này nó có cái nhân gì đó. Còn cái người mà không hiểu đạo á, là sợ quả chứ không sợ nhân. Các vị nắm giùm thầy chưa? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả là như vậy đó. Còn cái câu mình hay nói là tu học là phải tin sâu nhân quả, tin sâu nhân quả. Thầy thưa quý vị nghe, cái câu này mà nói bình dân giản dị thì rất là dễ hiểu không? Ráng tin nhân quả cho nó sâu, ráng tin nhân quả cho nó sâu. Nhưng thưa quý vị vậy nè, đến khi mình chứng thánh quả đó nha, chứng thánh quả, thì cái niềm tin về nhân quả của mình nó mới không lui thối thôi, không thối thất thôi. Chứ còn trong cuộc đời này có thể là một lúc nào đó mình có thể sẽ thay đổi về niềm tin của mình về nhân quả đấy. Thầy nói ví dụ, có khi cả đời của mình đi làm phước dữ lắm, mình đi làm phước cố thí cho người khác, mà toàn là gặp những cái chuyện rủi ro bất chắn, bất chắc, chuyện gì đâu không à. Thầy nói bố thí là nhân giàu, mà con càng bố thí con càng nghèo. Thầy nói ví dụ vậy. Thầy nói là tu tập càng ngày càng an lạc, con chẳng thấy an lạc ở đâu. Thầy nói tu tập càng ngày sẽ trở nên thanh tịnh dễ thương, con toàn thấy con tu tập mà con thành những người không dễ thương. Trước kia con là bạch cư sĩ, con làm riết thời gian con trở thành bạch cúc tinh luôn đó. Mình nói ủa sao kỳ vậy, nó có cái trục trặc gì đó phía sau. Ý thầy muốn nói đây là gì? Trong đời này nó đổi thay, có những cái đổi thay nó làm cho mình không tin nhân quả nữa nha. Cho nên quý vị đừng có nghĩ là hôm nay quý vị tin nhân quả là ngày mai quý vị tin nhân quả, thì nhớ vậy đó. Thấm cái câu này giùm thầy, học thuộc bài mà gần như trong bài pháp nào thầy cũng nhắc. Ngày nào mình chưa chứng thánh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhớ vậy đó. Mình chưa chứng thánh là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Ngày hôm nay mình tin Phật, chưa chắc ngày mai mình tin Phật. Hôm nay mình thờ Phật, có thể ngày mai mình thờ ơ. Sáng thầy nói rồi đó. Hôm nay thờ Phật, có thể ngày mai mình thờ ơ. Hôm nay mình kinh Phật, ngày mai mình kinh tế. Đó. Ra quý vị vẫn cứ làm kinh tế chứ phải là không làm. Nhưng mà có những lúc là mình cứ nhớ đến kinh tế, mình đâu có nhớ đến kinh Phật. Cuộc đời nó như vậy. Nên tin sâu nhân quả nó có những cấp độ, mà đến khi quý vị chứng thánh rồi đó, cái niềm tin về nhân quả nó mới không thối lui thôi nha. Cho nên là đừng bao giờ mà mình tự ca mình nói là không, tôi là tôi mãi mãi tôi tin. Đừng có dùng từ mãi mãi. Đừng dùng từ mãi mãi. Đừng dùng từ chắc chắn. Thì vì cuộc đời nó khó nói lắm quý vị. Khó nói lắm. Sống hôm nay ai biết được ngày sau, mà khó, rất là khó. Ngày hôm nay, ngày sau chuyện gì nó xảy ra ngày mai, mình ngồi đây mình biết được không? Không biết được chuyện ngày mai. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào phân tích một chút cái phần sau nha. Thầy đã phân tích cho quý vị giữa nhân quả và nghiệp rồi đúng không? Hiểu sơ sơ rồi đúng không? Hiểu sơ sơ chưa? Sơ sơ rồi ha. Rồi, bây giờ quý vị sẽ có một cái câu hỏi mà ở trong này thầy đặt cho quý vị nè. Là Đức Phật có còn bị nghiệp thiện ác không? Ý số 3 nhỏ đó, cầm cái tư liệu ra. Đức Phật có còn bị nghiệp thiện ác không, chi phối không? Có không? Đức Phật có còn tạo nghiệp không? Không. Nhớ nha. Nhớ. Đức Phật không tạo nghiệp, tức là Đức Phật không có tạo gieo cái nhân mới, cái nhân ác hay nhân thiện mới. Nhưng Đức Phật có bị trả cái quả mà ngài đã, cái nhân mà ngài đã gây ra từ trước kia không? Có, quý vị nhớ nha. Rồi. Thì trong đời Đức Phật thì Đức Phật không có tạo thêm nghiệp. Dù là nghiệp thiện hay là nghiệp ác. Nghe lại giùm thầy nè.
Đức Phật có tạo nghiệp ác nữa không? Không. Đức Phật có tạo nghiệp thiện không? Có không? Có. Dạ, kính thưa quý vị thân mến, Đức Phật không có tạo nghiệp ác là chắc chắn rồi đúng không? Đức Phật cũng không có tạo nghiệp thiện. Tại sao? Tại vì tạo nghiệp thiện thì sẽ có quả thiện, nhớ không? Đức Phật là không có tạo nghiệp thiện ác, nó nghiệp là Phật không có tạo. Tại vì Phật đã hết cái tâm mình gọi là vượt ra ngoài thiện ác rồi. Khi mà Phật nói, Phật làm cái gì mà đối với mình gọi là điều thiện á, thì cái tâm đó gọi là tâm tố hay là tâm di tác, tức là tâm không cho quả, đúng không? Còn mình tạo điều thiện nó cho quả thiện, tạo điều ác nó cho quả ác. Cho nên hỏi Phật, ai hỏi quý vị là Phật có còn tạo nghiệp ác, nghiệp thiện không? Quý vị trả lời là không nha. Nhưng Phật có nằm trong cái vòng nhân quả không? Có. Phật có bị đau bụng không? Có. Đau đầu không? Có. Phật đau lưng, Phật phải nghỉ mà. Có những lúc Phật đang giảng, Phật đau lưng nha. Phật nói, Phật trải cái y ra một bên, Phật nghĩ, nói thầy Xá Lợi Phất thầy một kiền liên thuyết pháp. Có những lúc Phật bệnh, Phật nói với thầy Thị Giả, thầy Sona thuyết pháp, thầy Kunda với lại thầy Sona đọc lên Thất Giác Chi cho Phật nghe. Phật cũng già. Quý vị có biết không? Cái bữa ăn cuối cùng của Đức Phật á, tức là bữa ăn trưa cuối cùng của Đức Phật, ăn xong rồi nha, Phật đi về Kusinara, tức là cái nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn á, là khoảng 3/4 do tuần, tức là mình cho khoảng 10 km đi. Phật ăn trưa xong, Phật về cái chỗ mà Phật Niết Bàn á, là khoảng 10 km. Lúc đó Đức Phật là 80 tuổi rồi. Trong cái đoạn đường khoảng 10 km đó, Đức Phật nghỉ 25 lần, tức là cái ngày cuối của Đức Phật. Phật nghỉ 25 lần là mình biết là cái thân của Phật cũng mệt lắm rồi. Những ngày tháng cuối đời của Phật là Phật cũng bệnh. Rồi buổi trưa ăn trưa xong Phật bị thêm cái bệnh kiết lỵ nữa. Cái quả cũ nó chỗ nữa. Thân Phật cũng bệnh mà. Cũng nóng cũng lạnh mà. Đó, mình thấy vậy để mình thương Phật. Vậy là Phật vẫn nằm trong cái nhân quả. Nhưng mà chỉ nhân quả trong có thiện ác nha. Phân biệt chưa? Cái chỗ này khó nè. Chỗ này thầy biết. Chỗ này là nhập nhằng lắm. Hôm nay thầy nói kỹ. Phật thì vẫn còn nằm trong nhân quả. Nhưng mà Phật thì không có để nghiệp thiện ác chi phối. Đó, phân biệt được rồi ha. Rồi, quý vị thấy một cái ý mà thầy nói trong ý số 4 á. Đó, có bài rồi, mình nói cái ý số mấy dễ tính, dễ hiểu ha. Đa phần chúng ta thích quả lành, phải không quý vị? Đó, đa phần chúng ta thích quả lành. Thầy lấy ví dụ, mình rất là thích trí tuệ như ngài Xá Lợi Phất. Mình thích thần thông như ngài Mục Kiền Liên. Mình thích đa văn trí nhớ như thầy A Nan. Thầy A Nan là học rộng nghe nhiều, là đa văn á, là học rộng nghe nhiều. Thầy A Nan là trí nhớ phi thường, tức là lời Phật dạy là rót vào tâm thầy A Nan hết. Còn thầy giảng xuống rót vô lỗ tai quý vị, rót qua bên này, rót ra ngoài luôn, không còn gì hết. Lát gì không nhớ gì không? Giờ không mày lắm, khuyến mãi cho thầy. Còn nhớ hôm nay thầy giảng bài luật nhân quả cũng là an ủi cho thầy rồi đó. Mà thường thường nó dạy với quý vị, thầy hãy nói là pháp thiện á, mình ít nhiễm, mình nhiễm pháp ác không à. Đi vào hàng hoa, đi ra rồi hương thơm còn vương vấn. Đi vào làng cá, đi ra rồi chẳng biết mình tanh. Mình ở trong cái làng cá, mình sẽ nhiễm cái mùi tanh. Mình ở trong cái làng nhang trầm á, mình sẽ ảnh hưởng bởi cái mùi nhang trầm. Cho nên mình biết á, trong mình điều thiện và điều ác á, thì thường nha, điều nào nó nhiều hơn hả? Nói một câu mà thầy nghe được coi. Điều nào? Điều ác. Điều ác nó nhiều hơn. Cho nên á, mình coi như là mình phước mỏng nghiệp dày, điều ác của mình nhiều hơn điều thiện. Cho nên mình nói vui, khôn hồn mà lựa cái chỗ thiện mà đi. Cái kiểu vậy đó. Còn không á nha, mình cứ thả trôi cuộc đời mình á, là nói như chuyện Kiều là ma đưa lối, quỷ dẫn đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Đó, ma đưa lối, quỷ dẫn đường, nghiệp của mình nó khiến vậy đó. Cứ đi tìm cái chỗ đoạn trường là đứt ruột mà đi, là cái chỗ khổ mà đi. Nên ở đây á, mà ba mẹ của các em các chú á, mà biết như vậy á, từ nhỏ các khóa tu cứ dẫn mấy chú về chùa. Một tháng chùa mình có 5 khóa tu đó. Khóa tu chủ nhật là 14 này, 30 này, mùng 10, 19 âm lịch buổi tối, 4 khóa buổi tối, 1 khóa ban ngày. Cứ cho mấy em mấy chú về chùa. Hồi trưa này có một chị dẫn cho thầy đứa con 5 tuổi luôn. Vô cho luôn, cho cái bánh thương vậy đó. Dĩ nhiên là không phải mình nói cho như cho cái bánh, nhưng mà ở đây là gì? Đó là cho thầy cái đứa con. Thầy nói thôi ráng nuôi cho thầy 1 năm nữa đi, còn nhỏ quá. Nuôi khi nào mẹ tự tắm tự giặt đồ. Ở đây 6 tuổi là tự tắm tự giặt đồ được rồi. Hai đứa nhỏ đâu? Đứng lên đây sư phụ biểu coi. Hai đứa Bảo với lại Bin coi. Nè quý vị coi nè, mấy em tự giặt đồ, đứng lên con, đứng lên đây. Đứng lên đây tại thiền.
Bảo đứng lên đây. Đứng đây cho phụ biểu coi. Đó. Đứng lên con, đứng lên. Đứng lên đây coi. Đây, đây là hai chú Út của thầy nè. Nhãn đứa con, ba chú Út luôn. Đứng lên chắp tay lên con. Tự giặt đồ, giặt đến một ngày mà thầy đứng gần thầy không dám đứng luôn là hiểu luôn rồi đó. Đó. Rồi chắp tay lên con. Đây là và đây là tệ, đây là tệ tệ thiền. Rồi, đây là mắc cỡ. À, em Út này mắc cỡ, đứng lên sư phụ, chắp tay lên chào cô chú kìa. Mắc cỡ, không dám chào con chắp tay con chào sư phụ với chào cô chú. Đây là tệ nhãn. Thầy nói ví dụ nha. Mấy chú này đâu cha mẹ rất là cưng, cục cưng á, cục cưng của nhà đó. E chú này là bốn đời đi tu rồi nè. Đời này đời cho chú là đời thứ tư, ông cố ông nội còn đi tu mà. Chú này mẹ cũng đi tu. À, mẹ đi tu, ví dụ như chú này hai anh em đi tu, mẹ cũng đi tu luôn. Nhưng mà tại sao người ta cho thầy nuôi? À, không phải vô chùa, quý vị đừng nghĩ vô chùa là lăn lóc trong chùa, vô chùa thầy còn bắt học hơn ngoài đời á. Ở chùa thầy là bắt học ngoài đời xong bắt học đạo, học kinh, học đạo đức, học trí tuệ, học ngôn ngữ, học rất là nhiều. Nhưng mà thường á thầy nhận là phải giặt đồ được thầy mới nhận. Dù giặt rất là dơ. Phải biết tắm. Nhưng chiều là tự đi tắm hết á, chiều tự đi tắm mà lâu lâu mới anh coi cho thôi. Thì cứ lâu lâu là quý vị thấy đất động ở đây là quý vị biết rồi đó, là bữa đó không có. Thôi đi xuống đi được rồi, mắc cỡ hả? Rồi con xuống đi con. Tệ thiền, tệ nhãn, rồi. Tệ duyên. Chùa có hai ông nhỏ mà muốn banh cái chùa luôn. Có hai ông, chủ yếu là hai ông nhỏ. Cãi qua, cãi lại, quậy trời ơi. Mấy anh lớn thì không có, mấy anh lớn thì còn chăm mấy em. Thầy lấy ví dụ để cho quý vị thấy cái gì? Thấy cái gì? Nếu mà từ nhỏ á, các vị cho các cháu vào trong cái môi trường đạo đức á, thì nó sẽ phát triển cái hạt giống đạo đức. Mình thấy vậy. Trong mình có thiện ác có hết. Mà từ nhỏ mình tưới cái hạt giống thiện thôi. Thì cái hạt giống thiện nó được nở hoa. Đó. Chứ không phải là mình không có hạt giống ác. Nhưng mà tại vì mình đang tưới cái hạt giống thiện, cho nên cái hạt giống thiện nó được nở hoa. Quý vị, con cháu quý vị chưa có đi tu được á, thì quý vị cứ rảnh cứ cho cháu vô chùa. Cháu thấy hình ảnh mà quý Phật tử chư Tăng, hình ảnh Đức Phật, hình ảnh quý Phật tử ngồi thiền, hình ảnh quý vị biết làm phước, là cháu bắt đầu cháu biết có cái trách nhiệm. Có cái trách nhiệm, cháu biết lễ phép, cháu có đạo đức, cháu biết mà có cái ý thức cho cháu. Ví dụ như mấy cháu này đến giờ nào phải đi ngủ, đến giờ nào ăn phải đúng giờ, ngủ đúng giờ. Thầy giảng mà lên trễ là quý vị biết không, đâu có phải đơn thầy đi lên giảng pháp nha, mà lên trễ sau thầy nha là quỳ 3 tiếng. À, mà thật ra thì phạt cho mấy chú sợ thôi, chứ là mấy chú ý thức cái giờ. Quỳ 3 tiếng không phải là mình nói để cho mấy chú sợ quỳ, nhưng mà thì thầy phạt cái lỗi đi trễ rất là nặng bằng cách đi quỳ. Cứ xác nhận đi trễ 5 phút quỳ 3 tiếng, con chọn cái nào? Con chọn cái nào? Dĩ nhiên con phải chọn cái đi sớm rồi. Nhưng mà khi mình làm vài lần thì mấy chú quen. À, ăn cơm cũng vậy thôi. Ăn cơm thì ví dụ đi trễ phạt quỳ nửa tiếng. Quỳ nửa tiếng là để làm cái gì? Để cho mấy chú biết được là con sinh hoạt phải có giờ giấc. Khi mà ở chúng đông, đó là cái gì? Đó là thầy thấy cái sợi dây kinh nghiệm đi trễ mình rút 8 tỷ kiếp chưa có hết. Phải không? Mình là có cái nhiều khi mình không phải dám nói cái nghiệp, nhưng mà nó thành cái gì? Nó thành cái thói quen rồi. Ở đây riêng thầy không biết đông, nhưng mà riêng ở đây rất là kỹ về cái thói quen. Dạ, ở đây là thói quen mà đặc biệt là giờ giấc á. Tại vì bản thân thầy nè, thầy đi giảng trong đạo tràng 500 người nha, 200 người đi trễ cũng được nữa, thì bà giảng vẫn giảng ra được đúng không? Nhưng mà nếu 500 người tới rồi thầy đi trễ thì sao? Có phải 500 người chờ thầy không? Và thầy ăn cắp giờ của quý vị á. Thầy ăn cắp cái giờ của quý vị và nó làm cho thầy không có uy tín giờ giấc. Nó làm cho thầy không có ý thức cái trách nhiệm cái giờ giấc. Cho nên đó là quý vị đừng có nghĩ đó là việc nhỏ nha, không phải. Nó là việc nhỏ thật, nhưng mà nhiều việc nhỏ nó thành việc lớn. Nó tạo cho quý vị có một cái ý thức. Là ý thức là gì? Mình phải biết mình thương mình phải sống có trách nhiệm. Có trách nhiệm với mình, có trách nhiệm với cha mẹ, với anh em, với bạn bè, trách nhiệm với cuộc đời. Mình biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy cô, biết ơn cuộc đời. Mình ở đâu mình cũng biết ơn cái người mà lo cho mình một bữa ăn, mình phải biết ơn. Lo cho mình một bữa ăn, mình biết ơn. Mình ở đâu mình cũng phải biết ơn mà cái nơi đó có bạn bè, có huynh đệ, có thầy cô lo cho mình. Mình sống với lòng biết ơn như vậy, mình sống hết lòng lắm, mình sống có trách nhiệm lắm. Nhưng đừng có nghĩ đó là việc nhỏ nha. Tại vì thầy biết đó là những cái mấu chốt mà nó sanh ra cho mình cái tính tự giác, cái đỉnh cao của ý thức. Đỉnh cao của ý thức là gì? Là tự ý thức. Đỉnh cao của ý thức là tự ý thức. Là tự mình phải tự giác, tự mình phải ý thức. Mà theo thầy cảm nhận á, cái tự giác của mỗi người á, rất là khó dạy. Thật sự rất là khó dạy nha.
Dĩ nhiên là một cái môi trường thì nó sẽ tác động lên cái tính kỷ luật, cái tính ý thức tự giác của người đó. Nhưng có những người nói vậy đó, rồi u như kỹ, y như cũ. Họ nói vậy á. Tức là mình biết là cái tính tự giác đó, cái giống như mình gọi là cái nghiệp của người đó nó không có cái tính tự giác cao. Mà đặc biệt đi tu hoặc là Phật tử phải phát triển cái này nha. Mình phải có cái tính tự giác, tự ý thức. Trong đời của mình chuẩn bị làm một cái gì xấu đó, mình biết là mình phải tự ý thức rằng mình mà làm nhân xấu là có quả xấu thôi. Ở đây mình nhìn lại bài, mình muốn thần thông như ngài Mục Kiền Liên, mình muốn học giỏi như thầy A Nan, mình muốn trí nhớ như thầy A Nan, mình muốn ham học như thầy La Hầu La. Mày biết thầy La Hầu La không? Thầy La Hầu La là con, mình hay gọi là con của Đức Phật á, nhưng mà mình nói đúng là con của Thái tử Tất Đạt Đa nha. Thầy A Nan á, mỗi sáng ngài cầm một nắm cát, ngài quăng lên thì bao nhiêu hạt cát, ví dụ như có 100 hạt cát, là ngài nguyện ngài học thuộc 100 chi pháp. Đó, ai mà ham học thì nên đọc về cuộc đời của thầy A Nan, của thầy La Hầu La là ham học, hiếu học đệ nhất, hay mình hay gọi là mật hạnh đệ nhất, là thầy La Hầu La rất là ham học. Dạ. Còn mình á thì sao? Ít học nhưng mà muốn như thầy A Nan. Mình á thì học có thì lười. Nhưng mà muốn á trí tuệ như thầy Xá Lợi Phất, muốn đa văn như thầy A Nan, muốn trí nhớ như thầy A Nan, mà lười thì giống mình. Vì thầy học nó không có nhân quả. Mình muốn cái quả lành không à. Rồi mình muốn như ngài Siva Lý đó. Ở ngoài mình thờ ngài Siva Lý đó, quý vị thấy không? Thờ ngài Siva Lý đó. Ngài Siva Lý thầy thờ để cho quý vị học cái hạnh gì? Hạnh xả tài, hạnh buông bỏ. Tại vì ngài Siva Lý ngài có cái phước nha. Siva Lý thời Đức Phật ngài có cái phước. Nơi nào có ngài Siva Lý không bao giờ thiếu về đời sống tứ sự. Mình nói dễ hiểu là đời sống vật chất không bao giờ thiếu. Có một lần như ngài muốn thử gì đó, ngài là thử cái phước của ngài á. Ngài xin Đức Phật cho ngài lên trên núi, tuyết trên núi cao mà không có ai hết nha. Rồi ngài lên trên đó, cũng có người cúng cho ngài à. Ai? Chư Thiên. Cứ nơi nào có ngài là không có thiếu về tứ sự. Cái phước nó vậy á. Biết đâu chùa mình no ấm, là biết đâu có cái chú nào ở đây có cái phước đó đó. Đức chú Như Hải mà ở đông vậy đó, có cái chú nào đó trong tiền nghiệp nào đó, chú có cái phước nào đó, mà tự nhiên chú ở ông chùa, cái chùa mình là có đủ đồ ăn để ăn. Mà mình đâu có biết là chú nào đâu. Nhưng mà có thể có cái chú nào đó chú có phước. Hoặc là biết đâu có Phật tử nào đó tự nhiên đi vô chùa mình, đó chùa mình có đồ ăn, có cái lọc, mình nói vui vậy nha. Cứ ngày nào có người đó xuất hiện là có lọc. Mình nói theo đời là như vậy đó. Ngài Siva Lý là ngài có cái phước đó. Sau thời ngài Siva Lý nha quý vị, có thêm một vị tôn giả nữa sau thời Đức Phật. Ngài tên là Kulanaga, là Tiểu Long á, dịch là Tiểu Long. Thì ngài này á, là hôm đó đó tăng chúng á, muốn tới tháp của Đức Phật để đảnh lễ Đức Phật. Và ngài này ngài có một cái đặc biệt giống như ngài Siva Lý, vì là sau thời Đức Phật nha, là nơi nào có ngài thì nơi đó cũng đầy đủ về tứ sự hết. Thì chư tăng thời đó vào cái thời binh biến lạng lạc các quý vị, cái vấn đề tứ sự nó khó khăn lắm. Và khi mà chư tăng đi xa tới lễ tháp Xá Lợi của Phật trên cái đoạn đường dài như vậy đó, đối với chư tăng này đâu có đi làm, cho nên là chư tăng sống được là phải nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái sự cúng dường của quý Phật tử, ít nhất là về tứ sự. Mà chư tăng đi đường xa như vậy, cho nên là cái chuyện mà vật thực là một vấn đề được đặt ra. Và chư tăng biết là ngài Kulanaga này nè, ngài Tiểu Long này nè, là ngài có cái phước đó. Cứ có ngài là không có lo về cái chuyện thiếu thốn về tứ sự. Thì chư tăng mới thưa với ngài và bạch ngài, chúng con muốn đi tới lễ tháp Xá Lợi của Phật, chúng con cung thỉnh ngài đi với đoàn của chúng con để ngài hộ độ cho chúng con. Mình nói hụt tẹt ra vậy nè. Ngài ơi, tụi con đi đông lắm mà tụi con cũng lo vấn đề tứ sự, có ngài thì tụi con không có bị đói. Nó vượt tẹt là như vậy đó. Thì ngài hứa khả với quý thầy, thì ngài đi. Đúng, trong đoàn đi nha quý vị, cứ có ngài là không có thiếu tứ sự. Cái phước nó khiến vậy đó, không có thiếu tứ sự. Thì hôm đó đó, khi mà đi tới tháp chỗ Đức Phật xong rồi nha, chưa có đi về, thì chư tăng vẫn còn ở chỗ mà chưa có về lại cái chú xứ á. Thì tối hôm đó ngài gặp quý thầy, ngài nói thôi tôi chào quý thầy, tôi chào quý thầy, tối hôm nay tôi đi, tối hôm nay tôi đi, đi chết á. Mình nói theo đời là chết á nghe. Mình nói theo về Phật pháp là những vị mà đạo quả rồi là niết bàn, là đi vào niết bàn. Mình nói dễ hiểu là ngài viên tịch là niết bàn. Mà đối với các vị là cái chuyện sống chết là như là mà mùa lạnh thì mặc áo ấm, mùa đông thì mặc áo ấm, mùa hạ thì cởi áo ấm đó thôi, đơn giản vậy đó. Chứ cái chuyện mặc áo như chuyện uống nước không có chuyện khổ gì hết. Ngài nói tối hôm nay tôi đi. Cái chư tăng mới nói tụi con thỉnh ngài đi á là mục đích là có ngài
để hộ độ cho tăng đoàn không thiếu về thứ sự. Mà tối nay ngày đi rồi kẹt cho tụi con quá. Kẹt cho tụi con làm sao? Làm sao? Ngày mà đi rồi kiểu này không biết tụi con sống sao. Ý là vậy đó. Trời ơi, thầy phải giảng hụt đẹp như vậy bởi vì không hiểu nữa thôi luôn á. Đó. Đó. Là nếu mà ngày mà đi rồi tụi con kẹt quá, thì ngày mới nói anh em đừng có lo. Quý thầy đừng có lo, anh em đừng có lo. Sau khi tôi mất rồi á, thì quý thầy cứ lấy cái xá lợi của tôi á, quý thầy để trên cái chóp dù á, trên đỉnh của cái dù, quý thầy cứ mang theo là không có thiếu về tứ sự. Có những cái vị thánh các ngài có cái phước như vậy đó. Mình nhìn một người mình không có biết được cái vị đó như thế nào đâu. Mình cũng đâu có biết được là cái vị đó tu bao nhiêu kiếp, đúng không? Cho nên Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc á, đừng có xem thường một chú tiểu nhỏ, một sa di nhỏ. Biết đâu cái chú đó tu nhiều kiếp rồi. Đó, ở đây á, mình học lại bài mình sẽ thấy thế này. Đa phần chúng ta thích cái quả lành, đúng không? Thích cái quả lành nhưng mà lười tạo nhân lành. Và hôm nay học tới đây rồi mình thấy sao, nó có mâu thuẫn không? Mâu thuẫn. Mà nó có kết quả không? Không. Do là học bài này mình phải rút ra kinh nghiệm là muốn có quả lành thì phải tạo nhân lành. Được chưa? Thầy nói ví dụ như ở đây mình thấy Ngài Ca Chuyên Viên. Ngài Ca Chuyên Viên là luận nghị đệ nhất nha. Đưa ra một câu pháp thôi Ngài là bàn luận rất là sâu sắc nhiều vấn đề. Ngài Ca Chuyên Viên, Ngài có một cái phước rất là đặc biệt là da của Ngài á quý vị là màu vàng ròng. Này mấy cô thích nè, mấy cô thích nè, đúng không? Là màu vàng ròng. Khi mà Ngài được cái da màu vàng ròng như vậy, Ngài phải có cái phước gì? Vì biết liên hoa sắc không? Ni sư liên hoa sắc, mình gọi là đẹp như hoa sen, là ni sư liên hoa sắc là cực kỳ đẹp. Thì ni sư cũng phải có cái phước gì đó. Ni sư mới có một cái phước đẹp như vậy. Ngài Ca Chuyên Viên đẹp như vậy, Ngài Xá Lợi Phất đẹp như vậy, Ngài Mục Kiền Liên đẹp như vậy, Ngài Ca Diếp đẹp như vậy, Gia Du Đà La đẹp như vậy, Khe Ma đẹp như vậy, rồi Ambabali đẹp như vậy. Các vị đó muốn đẹp như vậy phải có cái phước gì đó mới đẹp như vậy. Hôm nay mình học rồi, mình hiểu là thì ra là cái đó là cái quả thôi. Còn trước đó là quý vị đã tạo gì rồi? Tạo cái nhân rồi. Còn mình vô mình chụp vô cái quả liền, mình không, mình bỏ vào cái giai đoạn nhân. Mình là thông minh nhất thế giới luôn rồi đó nha. Vô còn cái đòi cái quả, không đòi nhân, không được. Bây giờ quý vị sẽ nhớ giùm thầy quan trọng trong hai cái từ là tu nhân và tu quả. Tu nhân, tu quả. Tu nhân là sao? Vô chùa học bài nhân quả là một trong những cái bài mà mình gọi là sơ cơ nhất, đúng không? Nhưng mà nghe thầy giảng rồi có thấy sơ không? Rất là khó đúng không? Chứ không phải dễ đâu nha. Hiểu cho tới nhân quả rất là khó. Hiểu sơ sơ thì dễ lắm, nhưng mà hiểu sâu nhân quả rất là khó. Bây giờ mình sẽ học cái từ tu nhân và tu quả. Và cái chỗ này là quý vị ứng dụng nè. Tu nhân là sao? Tu nhân là mình nguyện học cái nhân lành của Đức Phật, của một vị thánh nào đó, của một bậc giới đức nào đó, của một vị đáng kính nào đó, thì như vậy gọi là tu nhân. Được chưa? Quý vị ra vườn thiền, ra phía sau á, quý vị thấy có cái hình 75 của vị thánh đệ tử. Quý vị tới, nếu mà quý vị tới chỗ cái thầy thầy nói trước nha, để chiều quý vị ra xem, quý vị thấy cái thầy Xô Ná nha. Thì quý vị thấy Đức Phật xác tín cho thầy Xô Ná là đệ nhất tinh tấn. Đệ nhất tinh tấn là mình đọc về lịch sử của các ngài và đọc về lịch sử của thầy Xô Ná, mình thấy thế này nè. Thầy Xô Ná trước khi đi tu là một vị trưởng giả giàu lắm. Và khi mà thầy đi tu rồi đó, thầy có rất là nhiều cái mối quan hệ người ta, ở ngoài mà đi tu rồi vẫn còn những cái mối quan hệ đó tới thăm ngài. Ngài thì không có muốn tốn thời gian nhiều, cho nên ngài mới vào trong nghĩa địa, ngài tu trong đó giống như một phần nào chánh duyên. Và khi mà ngài tu á, ngài có cái hạnh tu rất là tinh tấn. Ngài là thường ít nằm lắm, mà ngài đi và đứng là nhiều. Tu cho ai nghi đứng và nhiều, đi và đứng. Đến nỗi mà chân của ngài á, chảy máu luôn quý vị, chảy máu. Và đến lúc mà chảy đến nỗi mà đi không được á, thì ngài quỳ. Ngài quỳ xuống bằng đầu gối thầy tu. Mà ngài đi kinh hành trên cái đoạn đường đó. Đến nỗi mà đi kinh hành trên cái đoạn đường đó, máu nó đỏ luôn trên cái đoạn đường đó. Đến nỗi mà đi không được thì ngài quỳ, đi không được thì ngài lết. Cho đến khi có đạo quả thì thôi. Mà ngài tinh tấn như vậy chưa thấy đạo quả đâu, Đức Phật mới thấy. Đức Phật mới nói với thầy là thầy giống như cây đàn á. Đây, cái chuyện cây đàn là Phật nói cho thầy Xô Ná. Cái đàn mà căng quá, cái tiếng đàn nó cũng không hay. Đàn mà trùng quá thì nó cũng không hay. Nó phải cân bằng. Thì cũng vậy đó, con tinh tấn quá mức cũng không nên. Mà nếu con lười biếng quá mức cũng không nên. Sau đó thầy đắc thánh quả. Đức Phật xác tín thầy Xô Ná là đệ nhất tinh tấn. Vậy thì bây giờ mình nói con tu nhân là gì? Con nguyện học theo cái hạnh đệ nhất tinh tấn của thầy Xô Ná.
Hồi nãy mình học bài kinh thầy hướng dẫn quý vị thiền tập rải tâm từ, đúng không? Quý vị có biết vị nào là đệ nhất rải tâm từ, đệ nhất tâm từ thời Đức Phật không? Thầy giới thiệu quý vị lát nữa ra nha. Quý vị qua tìm bên cư sĩ nữ, đệ tử Đức Phật có cư sĩ nam, cư sĩ nữ, chư tăng, chư ni. Thì quý vị qua tìm bên cư sĩ nữ á, có vị cư sĩ tên là Samawati. Thật ra bà là hoàng hậu Samawati nha. Bà là hoàng hậu của vua U Điền. Bà có 500 cung nữ, mà đặc biệt 500 cung nữ đều đắc thánh sơ quả với bà hết. Bà cũng đắc sơ quả luôn. Quý vị biết không, có một lần là Đức vua hiểu lầm bà. Đức vua hiểu lầm bà, tại vì cái người mà thiếp của Đức vua, cái người mà trước kia mà hiểu lầm Đức Phật và chửi Đức Phật đó, đó là bà đó đó. Và bà đó bà chửi Phật không được, mà bà chửi Phật thấy không có kết quả, cái bà mới chửi đệ tử, vu oan cho đệ tử của Phật là hoàng hậu Samawati. Và bà hại bằng cách này nè, bà bỏ con rắn vô phòng của vua và đổ thừa cho hoàng hậu Samawati. Đức vua hiểu lầm á, hôm đó Đức vua dùng cái cung bắn bà. Và khi mà Đức vua dùng cái cung bắn tới bà đó, bà là đệ nhất tâm từ mà, đệ nhất từ tâm, bà không hề giận Đức vua với cái tâm từ đó, thì cái mũi tên nó rớt xuống, nó không bay vô bà. Quý vị mà đạt được định tâm từ là thủy hỏa bất điều, là không có thể mà làm cho thủy hỏa bất nhập vào cơ thể mình được. Tức là không, những cái chướng ngại bên ngoài nó không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình nếu như mình nhập định tâm từ nha. Chứ không phải là mình nhập sơ sơ ra được đâu nha. Phải vào định tâm từ là không ảnh hưởng đến sức khỏe. Và cái cung nó rớt xuống. Mà quý vị biết không, cuối đời của bà là bà có 500 cung nữ. 500 cung nữ đó đều đắc sơ quả như bà. Và một trong những cung nữ mà hầu bà là cái cô Khujutara, là cái cô đệ nhất đa văn á, mà cô gái lưng gù á, cũng là cung nữ hầu hoàng hậu Samawati. Cuối đời của bà và 500 cung nữ chết cháy hết rồi. Chết cháy, cái quả chết cháy à. Thì biết tại sao? Tại vì trong tiền nghiệp á, có một lần là bà cũng là tiểu thư á, đi dạo chơi trên dòng sông á, là lúc đó là có Đức vua. Thì Đức vua á, là có một cái vị thầy, và cái vị thầy của Đức vua đó là một vị độc giác á, một vị thánh á, vị thánh độc giác, vị Phật độc giác, mới nhập định ở trong một cái bụi cây. Thì vui chơi sao cái đốt lửa, đốt sao đốt luôn cái vị đó. Nhưng mà cái này là không cố ý giết nha, không cố ý. Mà khổ cái gì nè, khi mà cái bụi cây nó cháy rồi, thấy ngài nhập định ở trong á, thì lúc này á, sợ Đức vua phát hiện mới đốt thêm lần cho chết luôn. Ý là vậy. Và với cái quả báo 500 cung nữ với bà mà đốt cái vị thánh đó, đến đời của bà trả cái nghiệp, bà hoàng hậu Samawati với 500 cung nữ là chết cháy luôn. Bị cái cô thiếp đó cổ hại á, vu oan, và bỏ vào trong cái nội cung cho cháy chết hết. Rồi hồi nãy thầy kể cái cô Uttarananda đó, quý vị nhớ không? Cô đó bị cái cô kỹ nữ nha, kỹ nữ Simira. Cô này lấy dầu á đổ lên trên đầu với cái tâm đố kỵ giận. Nhưng mà cô nói trái đất này rộng nhưng mà quá hẹp, phạm thiên cao nhưng mà quá thấp so với đức hạnh của bạn ta, là cái cô kỹ nữ đó. Và cô mang ơn cô kỹ nữ, cô thương cô kỹ nữ, vì cô kỹ nữ đã lo cho chồng cô để cô có thời gian cô đi chùa, để cô có thời gian cô tu tập, cô có thời gian cô giữ giới, cô có thời gian cô cúng dường tam bảo. Với sự biết ơn đó, cây dầu đổ lên người cổ mát chứ không, nó không có phỏng người cổ. Nói tới đây đừng có về thử tâm từ mình tới đâu nha, không có. Cái người phải nhập định tâm từ nha. Đó, mình thấy thương không? Mình muốn có tâm từ mình phải tu, hiểu không? Chứ không phải là mình tự nhiên mình có thể mình có tâm từ được. Vậy thì muốn có tâm, mình vô chùa mình tu nhân là gì? Học đệ nhất tâm từ của hoàng hậu Samawati, học đệ nhất tinh tấn của thầy Xuân Á, học về trí tuệ của thầy Xá Lợi Phất, học về đa văn của thầy A Nan, học về trí nhớ của thầy A Nan, học về sự ham học của thầy La Hầu La, học về hạnh đầu đà của thầy Ca Diếp. Đó thì đó là tu nhân, được chưa? Đó là tu nhân là như vậy. Bây giờ tu quả là làm sao nè? Tu quả mở bài ra. Đó. Hôm nay thầy giảng đến khuya lận, cho nên quý vị yên tâm nha, đừng nhìn giờ. Nói vui thôi, giảng chút xíu cỡ tiếng rưỡi rồi cho quý vị nghỉ. Tu quả là làm sao đây? Tu quả á, quả của mình nó đến trong đời mình đó, nó có quả lành và quả xấu. Mình nói là quả thiện và quả ác, hay là quả tốt và quả xấu. Bây giờ thầy nói quả lành nè. Quả lành là quý vị giàu, quý vị đẹp, quý vị khỏe, quý vị thông minh, quý vị có uy quyền,
Thầy nói ví dụ nha, quý vị được một trong những cái đó đi thì cái đó gọi là quả lành, được chưa? Quả lành. Vậy bây giờ mình tu quả là sao? Nếu hôm nay quý vị có một cái phước lành nào đó, cái quả lành nào đó, có sức khỏe, thì trên nền tảng cái sức khỏe đó đó, tu quả lành là như vậy nè. Một là mình đừng khinh chê cái người yếu hơn mình, bệnh hơn mình. Hôm nay con đẹp như vậy, con không có chê cái người xấu hơn con. Hôm nay con khỏe như vậy, con không có chê cái người bệnh hơn con. Hôm nay con thông minh như vậy, con không có chê cái người không thông minh như con. Hôm nay con có uy quyền như vậy, con không chê cái người không có uy quyền như con. Là tu quả. Và trên nền tảng sức khỏe đó, sự thông minh đó, trí tuệ đó, tài sản đó, mình tiếp tục mình làm phước nữa. Thì nói ví dụ quý vị có một cái phước gì đó, quý vị giàu nha. Nếu mà quý vị không biết tu nha, thì quý vị sẽ hưởng thụ giàu có, mình nương cái sự tài sản đó của mình, mình tạo cái bất thiện nghiệp. Có không? Nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà mình thì không, mình không có dính vào cái chuyện hưởng thụ, mình không có dính vào cái chuyện ngã mạn để chê cái người nghèo hơn mình. Và trên nền tảng cái điều kiện đó, mình tiếp tục mình gieo duyên lành với nhiều người nữa, hoặc mình làm phước nữa, thì cái đó gọi là tu quả, mà trên phương diện là quả lành. Được chưa? Đó, quả lành. Hôm nay mình có cái phước gì đó, mình được cái khuôn mặt dễ thương. Khuôn mặt dễ thương, người ta nhìn mình người ta có cảm tình. Mình nhìn cái người đẹp hơn mình đừng có đố kỵ. Mình nhìn cái người xấu hơn mình đừng có khinh thường. Đó. Và trên cái khuôn mặt đẹp của mình đó, mình nguyện đẹp như vậy nè. Nếu mà quý vị người nam hoặc người nữ hiểu Phật pháp, mình nguyện như vậy nè. Con không có nguyện cái sắc đẹp của con nha. Người ta nhìn vào, người ta muốn chiếm hữu, người ta sinh lòng ái dục, hoặc là người ta sinh cái tâm bất thiện. Mà con nguyện cái sắc đẹp của con á, người ta nhìn vào, người ta muốn gì? Muốn tu đó, muốn tu theo con. Người ta nhìn con với cái sắc đẹp phát sanh từ tâm từ của con. Sắc đẹp của con phát sanh từ cái sự an lành, sự kham nhẫn, sự từ bi, sự trí tuệ của con. Và với cái dung sắc của con, người ta nhìn vào và người ta phát cái tâm tu. Chứ mình đừng có nguyện là người ta nhìn vào người ta mê nha. Liên hoa sắc nguyện như vậy đó. Liên hoa sắc nguyện như vậy đó. Liên hoa sắc khi mà cúng một cái áo cho một cái vị thánh á, bà mới nguyện là hôm nay con nghèo, nó có thể nói là nghèo rất mùng tơi, bao nhiêu cái tài sản của con là bà sắm cái áo con cúng dường cho ngài, con nguyện cho con được sắc đẹp tuyệt trần. Sắc đẹp tuyệt trần cũng được, nhưng bà nguyện thêm vế nữa là ai nhìn con cũng mê. Đó, bà nguyện như vậy. Mà đúng quý vị, cái phước có phước là có phần, có phước nó có cái khả năng như vậy. Và đúng là sau này cái kiếp mà nó cho quả là ai nhìn bà cũng mê. Thôi mình nguyện đẹp tuyệt trần thôi cũng được nha. Nhưng mà mình nguyện như nè, cho con có một cái sắc đẹp, hoặc là đẹp tuyệt trần đi, ai nhìn con cũng muốn đi tu. Được không? Không luôn hả? Vậy là bỏ cái tuyệt trần đúng không? Thôi đẹp cũng được này ha. Đẹp mà ở đây mình gọi là hảo tướng á, người ta nhìn mình người ta muốn tu. Có những người người ta nhìn mình không phải người ta muốn tu nha quý vị, mà người ta muốn chiếm hữu, người ta sanh lòng mà dục vọng, hoặc người ta sanh cái gì đó nó bất thiện, thì mình không nên nguyện đẹp như vậy. Đó, đó là tu quả lành. Bây giờ tu quả xấu làm sao đây? Quả xấu là mình bệnh nè. Bệnh, mấy cái này là bài này á, là nếu mà giảng 5 tiếng nó, mình nói giảng 5 tiếng nó mới đã nha. Giảng 5 tiếng nó mới hết ý. Mà giảng chưa hết ý này giờ cái hết giờ cái cho thầy qua ý khác đó, nó ngắn quá. Mà thôi kệ, ráng gom bài cho quý vị. Tu quả xấu là như vậy nè. Hôm nay mình bệnh. Bệnh á, quý vị khoan hãy cho là nhân quả hay nghiệp gì đã nha. Là người Phật tử á, đầu tiên mà khi mình bệnh á, là quý vị phải nên nghĩ về cái gì trước? Nghĩ về cái gì? Nghĩ về coi mình có tập thể dục không? Mình có ăn uống điều độ không? Ngủ nghỉ điều độ không? Thầy nói ví dụ như là một trong những cái căn bệnh hiện nay mà người ta mắc rất nhiều là bệnh ung thư. Bệnh ung thư, cái nhân của bệnh ung thư ấy, mình nhìn hiện tại là có cái ăn uống, môi trường rất là nhiều đúng không? Do mình ăn uống bệnh từ bệnh tùng khẩu nhập mà, họa tùng khẩu sức. Bệnh tùng khẩu nhập là bệnh từ cái cách ăn của mình. Có nhiều cái thức ăn nó độc tố nhiều quá, mình ăn nhiều cái thức ăn độc tố quá. Mình sống ở một cái môi trường không khí rồi thức ăn nó rất là nhiều độc tố á, thì cũng là nhân để mình bệnh ung thư nha. Nhưng mà có những cái chuyện á, nó ẩn khuất phía sau, mình không biết được, đó là nhân quả. Tức là mình nói về nghiệp và quả của nghiệp đó. Có khi ung thư là nhân quả, có khi ung thư là nghiệp. Nhưng có khi ung thư
nó chỉ là cái môi trường sống của mình. Mình ăn uống có điều độ, chứ mình không có nói là ung thư là toàn bộ là do nghiệp quả, nghiệp của người đó nhé. Bao giờ cũng thế, bao giờ cũng vậy. Sức khỏe của mình có ăn uống tập thể dục được không? Mình ăn uống điều độ hay không? Nếu như mà mọi cái của mình làm tốt hết á, mà mình vẫn cứ bệnh, mà bệnh gọi là bệnh sĩ luôn á nha, chứ phải bệnh lẻ nha, thì lúc này mình mới có thể đặt là nghiệp. Và thì bây giờ thầy nói giả dụ mình có một căn bệnh nào đó, thì trước nhất á, mình coi thử coi là nếu mà mình chưa tập thể dục thì tập thể dục, ăn uống không điều độ thì ăn uống điều độ. Mình thấy mọi việc nó ổn hết rồi mà vẫn bệnh á, mình coi nó là nghiệp thì mình phải chấp nhận trước đó, phải chấp nhận. Rồi mình làm gì? Mình chấp nhận nè, mình sám hối nè, mình làm phước nè, mình tu tập nè để chuyển nghiệp. Hoặc ít nhất mình chuyển cái gì? Mình chuyển cái tâm. Mình chuyển cái tâm của mình không phải quá khổ trong cái chuyện bệnh. Có nhiều người á, họ khổ không phải vì họ thiếu vật chất, mà họ khổ vì họ nhiều vật chất. Có những người họ thiếu vật chất nhưng mà họ sống rất là an lạc, biết đủ. Cho nên là không phải là giàu nghèo mà ở chỗ biết đủ quá quý vị. Quý vị không biết đủ thì nghèo cũng khổ mà giàu cũng khổ. Trong nhà Phật gọi là biết đủ. Bốn truyền thống của thánh nhân. Quý vị mà muốn học cái truyền thống của thánh nhân á, để vì học vậy nè. Thánh nhân bao giờ cũng biết đủ trong tứ sự. Mình học cung cách của bậc thánh là như vậy, là biết đủ trong tứ sự. Mình nói gì hiểu là đời sống vật chất á, mình biết đủ. Đó là truyền thống luôn nha, của thánh nhân nào cũng như vậy, là biết đủ trong tứ sự. Cho nên quý vị để ý lại coi, không phải là mình nghèo mình mới khổ đâu, mà cả mình giàu mình cũng khổ. Vậy thì nó không phải ở chỗ giàu nghèo, mà nó ở chỗ nào? Biết đủ hay không? Nghe đủ hay không? Cho nên là biết đủ ở đây không có nghĩa là vì không có đi làm nha. Ngày mai không có đi làm nói dạ thầy dạy biết đủ, nhưng không phải. Vẫn cứ làm hết sức cố gắng, mà cái gì đó nha, nó vượt sức của mình là thôi, chứ đừng có buồn quá, khổ quá, được chưa? Cái tu quả là như vậy. Rồi bây giờ thầy nói nè, con nghèo, con làm ăn thất bại, hoặc là cuộc sống của con nó vất vả về cái đời sống vật chất quá, nhìn lại coi mình có khéo léo không, có học không, có đi học không, có học cái cách để tổ chức không, để kinh doanh không, để buôn bán không, rồi cái sản phẩm của mình làm ra có chất lượng không, rồi mình cách mình buôn bán làm sao có chất lượng không, rồi cái đầu ra của mình có không, có chất lượng không. Mình bán đồ ăn vừa dở mà vừa mắc nữa ai mua, đúng không? Vừa dở rồi đã dạy còn mắc rồi, đã dạy mình bán một cái chỗ mà người ta ít có đi ngang nữa sao mua. Ví dụ như quý vị bán một quán cơm, bán trong hốc trong hẻm nào đó, giao thông thì không có thuận lợi, cơm mới thì dở, mà đã dạy còn mắc nữa, đã dạy cách phục vụ không dễ thương nữa. Tôi nói ví dụ vậy thì hỏi làm sao mà mình quán không ế nó mới lạ. Nên sẵn đây thầy nói cái cách phục vụ quan trọng lắm. Là Phật tử của thầy, thầy cũng nhắc lại một lần cho Phật tử đang nghe pháp nha, Phật tử đang công quả ở đây và những Phật tử đang ở bên ngoài, thầy nhắc rất nhiều lần là ai mà về đây tu á nha, tu ở đây là gì? Là về công quả tu tập nghe pháp. Quý vị phải biết ơn và đối xử với tất cả các vị đó một cung cách rất là nhẹ nhàng và tử tế nha. Cho nên thầy nói luôn, quý vị nào mà biết cái vị nào mà trong ban phụng sự công quả mà có những cái lời nó không dễ thương là quý vị cứ nói với thầy. Với thầy là tuyệt đối thầy không có chịu cái chuyện đó. Cái chuyện đó mình lỡ mình buồn cái vị đó thì mình ráng nén xuống. Mình gặp nhau có bao nhiêu lâu đâu nha, gặp nhau có bao nhiêu lâu đâu. Người ta về tu rồi mình tạo duyên cho người ta, trừ khi người ta quá lắm á, quá lắm thì thôi mình cũng tới mình nói, rồi thì mình hết cái duyên với cái vị đó nha. Còn không là cái cách nói chuyện của mình, cái cách đi đứng của mình, cái cách phục vụ của mình, nó làm cho người ta có cảm tình. Nó thật quý vị, có nhiều người họ về chùa á, ban đầu có thể họ không hiểu pháp gì hết trơn á, họ vì về họ quý chùa, họ quý ông thầy, họ quý sư cô, họ quý Phật tử, hoặc họ quý cái gì ở đó họ về, chứ có thể ban đầu họ chưa có hiểu pháp. Cho nên cái cách mà mình phục vụ á, cái cung kính của nó quan trọng lắm. Cái cách mình nói chuyện á, nó quan trọng lắm. Đó cho nên quý vị cũng thấy tại sao mà một người là có thính chúng, một người là cả đời của mình không có người bạn nữa. Và tại sao vậy? Mình coi lại cách ăn ở của mình, cách nói chuyện của mình, cách nói năng của mình. Mình nói cái gì ra cũng, mình nói vui có sóc ốc người ta, hỏi sao mà người ta dám nói gần mình. Mình hở câu ra người ta là mình chê người ta hả? Hoặc là mình cứ nói xấu người này người kia hoài, người ta gần mình người ta cũng sợ. Người ta sợ gì? Sợ là bữa nào đến người ta. Mình phải thấy như vậy đó. Thầy mà cứ nói chuyện với người nào mà cứ đi nói xấu người khác á, thầy cũng sợ vậy. Bữa nào cũng chuẩn bị nói xấu thầy à. Dù mình biết là cuộc đời này á, người xưa dạy là gì? Không ai không bị nói xấu, chẳng qua là họ nói xấu trước mặt mình thôi. Phải không?
nói sau lưng mình thôi. Cho nên là mong sao quý vị hiểu được những điều này. Khi đối diện một quả xấu, mình kham nhẫn, mình chấp nhận để mình vượt qua. Thấy chưa? Đó gọi là tu quả. Mình biết mình nghèo rồi thì ráng mà làm phước. Ngoài cái việc cố gắng ra phải ráng làm phước. Cứ nghèo rồi, thôi con nghèo nên con đâu có đủ điều kiện làm phước đâu thầy. Thì con không đủ điều kiện làm phước nên con nghèo. Nhưng mà con nghèo con đâu đủ điều kiện làm phước đâu thầy. Thì con không đủ điều kiện làm phước nên con tiếp tục nghèo. Nghèo mãi mãi, nghèo bền vững, nghèo lâu dài. Đó. Còn bây giờ mình nghèo nè, bây giờ quý vị thầy hỏi nè, quý vị có đến nỗi không có ổ bánh mì không? Có đâu, vì có chứ. Đâu có thể nào mà quý vị không có được một bữa cơm đâu. Có chứ, phải không? Nghèo đúng không? Bữa cơm của mình 4 phần, mình xớt 1 phần 3 ra, 1 phần 4 ra, 1 phần 3 ra, 1 nửa ra. Mình thể san sẻ được không? Được chứ. Chẳng qua, thầy nói vui chứ, chẳng qua mình không muốn làm thôi. Mình muốn làm rồi, nghèo mình bố thí theo kiểu nghèo, giàu mình bố thí theo kiểu giàu, có phải không? Đó, quan trọng là ta ở tâm mình đó. Rồi bây giờ mình qua phần 3 lớn, đặc tính của luật nhân quả. Khi nói về luật nhân quả, quý vị học vài cái đặc tính như thế này. Đặc tính thứ nhất là nhân nào quả nấy. Nhân nào quả nấy là sao quý vị? Là nhân thiện là cho quả vui, và nhân ác thì cho quả khổ. Đây là cái mấu chốt nha, quý vị nắm. Đọc lại theo thầy nè, đọc thuộc luôn. Muôn đời nhân thiện cho quả vui. Muôn đời nhân ác cho quả khổ. Hai ba. Muôn đời nhân thiện cho quả vui. Muôn đời nhân ác cho quả khổ. Rồi thuộc bài luôn chưa? Đại ý hôm nay giảng có chuyện đó rồi đó. Nãy giờ thầy phân tích là có chuyện đó rồi đó. Dạ. Hồi hướng luôn là được luôn rồi đó. Nhân quả thiệt là cho quả vui, ác cho quả khổ. Còn nãy giờ thầy phân tích là để cho quý vị hiểu cái ý chính, cái mấu chốt ở đó. À, nhân nào quả nấy, nhân thiện cho quả vui. Không có cái chuyện mà quý vị tu nhân thiện mới cho quả ác, quả xấu, quả khổ được nha. Rồi, cái đặc tánh thứ hai của nhân quả là một nhân không thể sanh ra quả. Ví dụ thầy nói là mình được cái quả là quả học giỏi đi, thông minh học giỏi. Thì mình biết rằng là không phải tự nhiên mình muốn học giỏi cái là mình giỏi. Mình phải có nhiều cái duyên lắm. Phải có ai? Mình muốn học giỏi không? Phải có thầy cô dạy. Thầy cô đâu không dạy cho mình, phải không? Mình phải đi tìm thầy, tìm cô. Ba mẹ mình trợ duyên cho mình học. Thầy bạn mình trợ duyên cho mình học. Mình muốn học giỏi mình cũng có ít nhất cái đầu mình nó cũng ổn ổn một chút chứ, đúng không? Mình mới học nổi. Có nhiều người thầy biết nha, riêng cái gì chứ, và cái mảng học là học không được quý vị. Học không được, học không vào. Rồi nữa là gì? Rồi mình phải biết là cái phước quá khứ của mình, nó mình nhờ cái phước quá khứ một phần nào nữa mình mới thuận duyên như vậy để mình đi học. Nội cái chuyện học giỏi thôi nha, mà quý vị phân ra là 100 cái đó. 100 là mình nói tóm tắt cho vui á. Bao nhiêu cái duyên hỗ trợ hôm nay quý vị mới dễ thương như vậy đó. Chứ không phải tự nhiên quý vị dễ thương như vậy đâu. Thấy không? Cha mẹ di truyền, nơi cha mẹ, nơi thầy bạn, nơi bạn bè, nơi trường đời, và đặc biệt là nơi Tam Bảo. Những cái đặc biệt gọi là xuất cách xuất trần là nơi Tam Bảo. Thì cái đó mình hiểu là một nhân không cho quả được, mà phải kết hợp nhiều cái nhân duyên lắm mới cho quả. Được chưa? Dễ hiểu không? Dễ hiểu ha. Rồi thứ ba nè, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Trong nhân có quả, trong quả có nhân là sao? Ở đây đó là trong nhân hiện tại đã hàm chứa quả vị lai, và trong quả hiện tại có hình bóng nhân quá khứ. Thầy nói ví dụ nè, hôm nay quý vị đẹp là gì? Là quả, đúng không? Mình gọi là quả. Vậy thì đây là quả, nhưng mà từ cái nhân đẹp này của mình nè, mình đang tu tập tâm từ để mình đẹp nha. Thì khi mình tu tập tâm từ mình biết tương lai mình đẹp nữa rồi đó. Đó, tu tập tâm từ là nhân, mình biết tương lai quả là đẹp rồi đó. Mà hôm nay nè, để mà mình tu tập được tâm từ thì ít nhiều gì đó mình cũng có cái duyên gì trong quá khứ rồi đó. Hôm nay quý vị nè được trở về chùa, được học Phật pháp, 6 căn đầy đủ, cơ thể quý vị đầy đủ 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thông minh học giỏi đầy đủ điều kiện, mình gọi là quả, đúng không? Gọi là quả lành. Nhưng mà trước khi quý vị có cái quả lành này, âu là một cái duyên nào đó trong quá khứ quý vị tạo cái nhân lành rồi. Đó, nên thấy cái quả hiện tại mà mình biết được cái nhân quá khứ, và thấy cái nhân hiện tại mình là một người dễ thương, có học, có tu, là mình cũng biết là cái nhân sắp tới là cái nhân lành cho mình, là cái quả lành cho mình. Đó. Thứ tư, tùy theo nhân và duyên mà đưa đến quả nhanh hay chậm. Tức là tùy theo
cái nhân duyên mà cái quả nó trổ nhanh hay chậm. Hồi sáng thì có kể cho quý vị một cái câu chuyện đó là có những chuyện khi mình làm quả nó cho trong đời này nha, nó cho trong đời này và vài chục năm sau cuối đời nó cho quả, 5 năm sau có nó cho quả, và có những chuyện nó trổ liền tức thì, nó trổ liền tức thì. Thầy nói ví dụ như thời Đức Phật á, có một cái vị vu oan thầy Xá Lợi Phất nói thầy Xá Lợi Phất là ác dục, bị ác dục chi phối. Đức Phật nói con đừng nói vậy nha, tại vì thầy Xá Lợi Phất là hoàn toàn thánh tịnh, trí tuệ đệ nhất, thầy này không nghe. Phật nói lần thứ hai không nghe, Phật nói lần thứ ba không nghe luôn quý vị. Bà quý vị biết chuyện gì không? Phật khuyên ba lần không nghe. Và ngay tại chỗ ngồi của cái vị này mọc lên những cái mục mũ á, đầu tiên nó nhỏ như hạt tâm rồi như hạt đậu vỡ ra, máu mũ chảy ra xong và đứt rút luôn cái vị này. Liên Hoa Sắc á, bị một anh thanh niên chăn bò hãm hiếp, hãm hại. Vừa hãm hại xong đi khuất mắt ni sư Liên Hoa Sắc xong một cái là bị đứt rút luôn. Thấy khủng khiếp như vậy. Rồi Đức Vua Thiện Giác á, Đức Phật đi khất thực cản đường Đức Phật, xúc phạm Đức Phật, 7 ngày sau cũng bị đứt rút luôn. Để mình thấy được cái chuyện gì, có những cái nhân là nó cho quả liền trong vài ngày thôi. Mà thường đó là những cái nhân mà mình xúc phạm, tổn hại đến bậc thánh á, nhớ vậy đó, đến bậc thánh. Những vị mà có thiền, có quả là những vị đó mình biết là đụng vô các vị đó là coi như là mình biết là khổ khủng khiếp, mà khổ liền á nha. Còn không là cũng bị đầu óc có vấn đề, tại vì mình xúc phạm đến những bậc quá giới đức, đạo đức, trí tuệ như vậy, cái quả nó nhanh lắm. Có khi là kiếp thứ hai mình trả, kiếp kết tức là sau cái kiếp này mình trả, và có khi cả mấy trăm kiếp nó mới trả. Gọi là hiện báo, sanh báo, hậu báo, hậu báo. Hiện báo tức là trả trong đời này, sanh báo là trả đời kế tiếp, và hậu báo là trả nhiều trăm kiếp nào đó, đủ duyên nó cho quả. Thì cái đó gọi là cái đặc tánh thứ tư của luật nhân quả, là tùy theo nhân duyên mà nó cho quả nhanh hay chậm. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ mình qua cái chỗ này, ứng dụng luật nhân quả. Thầy muốn nói kỹ kỹ cái chỗ này, bốn cái ý chính cho quý vị nha, để cho quý vị thấy cái nhân quả trong cái việc tu tập của mình nè. Cái nhân gì nó có cái quả đó, tu cái gì đắc cái nấy. Thầy hay nói vui vui là tu nhân mông cổ, tu thiền mông cổ được thẳng cái mông, thẳng cái cổ đó, nhớ không? Thầy hay nói hoài nói vui đó. Tu thiền mông cổ tức là mình chủ yếu mình ngồi cho thẳng cái mông, thẳng cái cổ thôi. Bữa nào chụp cái tấm hình đúng thiệt, thẳng cái mông với thẳng cái cổ, còn cái tâm nó không có thẳng. Tại vì mình thiền mông cổ, mình nói vui á, thiền mông cổ. Mình chỉ lo cái bên ngoài thì mình được trang nghiêm phần nào cái bên ngoài, mình không có thay đổi tận cái bên trong. Tu cái gì đắc cái nấy, nhân nào nó có quả đó. Thì bây giờ á, mình muốn sanh làm người thì mình tu cái nhân gì? Đó là nhân giữ năm giới nha, hay gọi là tam quy ngũ giới. Có những người họ không có theo Phật, hoặc là họ không có thời kỳ Phật Pháp á, nhưng mà họ được giữ được ngũ giới á, là cái nhân, là cái xe để họ chạy trong cái vòng luân hồi mình, họ chạy vào cái cõi người. Nhớ chính giùm thầy là cái nhân để làm người là năm giới. Nếu mà quý vị có bố thí nữa thì làm người, mà người giàu. Nếu mà quý vị có tu tập tâm từ nữa thì người đẹp. Nếu mà quý vị có sự cung kính những bậc đáng kính thì quý vị là một con người mà được nhiều người kính trọng. Nó vậy đó. Quý vị thường khuyến khích người ta làm phước, làm những điều tốt lành, thì quý vị làm người mà có nhiều người theo ủng hộ mình, mình gọi là có thính chúng, có bà con, có quyến thuộc. Mình cũng là người nhưng mà mình ít có khuyến khích ai lắm. Mình đi tu là mình không có tu rủ mà mình tu rị không à. Mình không có tu rủ là sao? Không có rủ người ta đi tu, không có chia sẻ Facebook hôm nay có khóa tu. Mà mình tu rị là sao? Tu rị là gì? Người ta đi mình rị người ta lại, mình rị người ta lại, mình rị người ta lại, mình cho người ta đi. Mình làm gì mình cũng có mình là. Sau này cái quả là gì? Có năm giới là làm người nhưng mà cô độc đó. Hiểu sao mình cô độc chưa? Rồi, hiểu sao mình nghèo chưa? Đó, nghèo là vì ít làm phước bố thí. Cô độc có là ít khuyến khích người khác cùng làm. Rồi, đó là những cái nhân quả căn bản nha. Vậy thì chốt lại, muốn làm người là nhân nào là chính? Giữ năm giới. Rồi bây giờ nhân quả sanh lên chư thiên dục giới á. Chư thiên thì có chư thiên dục giới, chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc. Chư thiên sắc giới và chư thiên vô sắc á, thì lát nữa mình sẽ học. Cái nhân quả ở đây là mình nói chư thiên dục giới, tức là sáu cõi trời dục giới ở cõi dục của mình á. Nếu mà ai muốn học Phật Pháp thì thầy giới thiệu nha. Một là tìm cái bản đồ 31 cõi. Thầy có cái bản đồ 31 cõi. Rồi tới xin quý thầy quý chú sẽ gửi tặng cho
31 cõi. Thứ hai, nghe thầy giảng cái bài ba cõi và đời sống ba cõi. Và nếu được muốn hiểu về chư thiên dục giới á, thì nghe thầy giảng cái bài đời sống chư thiên sáu cõi trời dục giới. Được không? Thầy giới thiệu ba cái chủ đề đó đó. Đời sống chư thiên sáu của trời dục giới, rồi 31 cõi. Với xin cái bản vẽ, thầy có vẽ cái bản 31 cõi. Nhìn vô đó là biết chư thiên dục giới là có cái nhân gì sanh lên đó. Thì mình tạm hiểu vậy, căn bản là như thế này. Chư thiên dục giới là quý vị giữ giới, giữ năm giới, giữ tám giới, quy tam bảo, hành thập thiện, hành phúc hành tông. Được chưa? Hành thập thiện là gì nè? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói theo dệt, không nói lời độc ác, không tham dục, không sân và không tà kiến, gọi là thập thiện, là nhân sanh lên chư thiên dục giới. Còn thập hạnh phúc hay gọi là phúc hành tông là gì? Là bố thí, trì giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, tùy hỷ, hồi hước, hồi hướng, nghe pháp, giảng pháp và thay đổi chi kiến, là 10 cái nhân sanh lên chư thiên. Sao nãy giờ thầy nói cái gì con không biết cái gì hết trơn vậy ta? Thì con không biết cái gì là con biết là con chưa có cái nhân rồi đó. Phải học, phải không? Không hiểu thì hỏi thôi, không hiểu thì phải học thôi. Muốn biết thì phải hỏi, rồi muốn giỏi phải học thôi. Đó là những cái gì mà thầy giới thiệu quý vị, việc chỉ cần thầy chỉ cần quý vị một cái thôi. Là cái gì? Thầy ơi cho con xin. Là thầy gửi qua liền. Mấy thầy mấy chú gửi qua liền. Tại vì thầy, tại sao thầy phải đợi cái câu đó quý vị hiểu không? Tại sao quý vị hiểu không? Tại vì là khi quý vị đã xin, tức là quý vị có ý muốn học. Ở đây là sẵn sàng, chỉ quý vị xin cái là gửi liền cho quý vị. Mà khổ một cái nói vậy, nhiều khi còn không muốn xin nữa đó. Đó là mình biết là mình cao siêu ở nào rồi đó, đúng không? Đó. Rồi, nhân quả để sanh lên cõi trời sắc giới. Cõi trời sắc giới á quý vị, hay mình gọi là phạm thiên sắc giới nha. Phạm thiên sắc giới là những cõi trời bậc cao. Muốn sanh vào cõi trời sắc giới, mình phải có cái nhân là mình tu vào thiền định, tu thiền định, đắc được các tầng thiền định, đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mình mất với cái tâm sơ nhị tam tứ thiền đó thì mình mới sanh lên cõi trời sắc giới. Rồi, muốn sanh lên cõi trời vô sắc là mình cũng tu thiền định với các đề mục và mình sanh vào cõi trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thì mình mới sanh lên cõi vô sắc. Đó. Hồi cái này nói lướt thôi nha, muốn hiểu kỹ thì nghe thầy giảng cái bài. Đau đầu quá đúng không? Mới nghe lướt giới thiệu đau đầu rồi đúng không? Đó, mình muốn nâng lên cao là nó vậy đó quý vị. Cuộc đời mà mình không sơ hở là nó kéo mình xuống à. Muốn lên cao rất là khó. Rồi, cái quan trọng nè, mà chỉ có trong Phật Pháp, mà chỉ có giai đoạn có Pháp Phật mới có. Đó là nhân quả tu cái gì để đắc thánh. Tu cái gì mình làm thánh được, tu cái gì mình đắc được Niết Bàn, tu cái gì mình mới trở thành người giác ngộ giải thoát. Thì thưa quý vị, trong bài là thầy nói tu cái gì đó. Tu gì? Tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ niệm xứ, hay là thiền quán, hay là giới định tuệ, hay là tu ngũ căn ngũ lực, hay là đoạn kiết sử, hay là đắc được từ sơ quả đến tứ quả. Sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, đà hoàng, tam quả a na hàm và tứ quả la hán. Phải tu cái nhân giới định tuệ, bát chánh đạo, thiền quán thì mới đắc thánh được nha. Chứ không phải quý vị đi bố thí đắc thánh không có, đi vô chùa dân hoa đắc thánh không có, đi xuống nhà bếp nấu ăn đắc thánh không có, đi cúng chay tăng đắc thánh không có. Quý vị làm những cái phước vừa rồi, phước nó chỗ đẹp, giàu, khỏe, sanh lên chư thiên dục giới hoặc là cõi người cao quý thì được. Nhưng mà muốn đắc thánh là phải có cái nhân đắc thánh. Nhân đắc thánh là phải đoạn kiết sử, là phải tu bát chánh đạo, tứ diệu đế, giới định tuệ hoặc là thiền quán Vipassana. Nó phải có nhân quả chứ. Đó. Cho nên thầy nói bài nhân quả dễ hiểu hay khó hiểu? Ha? Dạ. Dễ hiểu là khi mình học sơ sơ, đúng không? Học tới nơi khó không? Khó lắm, rất là khó. Này là nãy giờ thầy mới giới thiệu cái nhân làm thánh, nhân sanh lên các tầng trời, đắc thiền, đắc định, thầy mới giới thiệu thôi đó. Là quý vị muốn bỏ thầy mà đi hết trơn rồi đó. Bữa nào mà nghe thầy giảng bài này nữa, giảng đầu tiên vô giảng 100 người, sau bớt 2 số 0, còn có 1 người. Dạ. Một người đó là ai? Một người đó là cái người đang quay phim cho thầy. Giờ chẳng lẽ bỏ tắt nửa chừng kỳ, thôi thầy giảng xong rồi tắt luôn. À, cuộc đời nó vậy đó nghe. Rồi bây giờ quý vị có muốn nghe nhân của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không? Nhân của địa ngục nha, là chắc chắn là như vậy nè. Nếu phạm vào một trong năm tội
Một trong năm tội là chắc chắn rồi: giết mẹ, giết cha, giết bậc thánh, làm thân Phật chảy máu và phá hoại hợp tăng là chắc chắn nha. Kiếp kế tiếp là địa ngục. Thì trong đó làm thân Phật chảy máu khó, không có, thời này đạo Phật chảy máu nữa. Làm giết bậc thánh coi vậy cũng khó, phá hoại hợp tăng cũng khó. Nhưng mà thời buổi này thì thấy dính hai cái tội là giết cha giết mẹ quý vị. Thì nói theo tinh thần Phật pháp là quý vị hiểu như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên mình biết là có thêm những cái nghiệp khác nữa nặng thì xuống địa ngục. Còn cái nhân của ngạ quỷ là gì? Là tham lam, là bỏng sẻn, là ích kỷ, là nhỏ mọn. Đó là cái nhân của ngạ quỷ nha. Nhiều khi mình nói mình sống đến bây giờ sắp gần đất xa trời rồi mà nghiệm lại mấy chục năm của mình, mình cứ muốn hắt vô chứ mình không muốn hắt ra, coi chứ ớn lắm quý vị. Thì trong lúc làm người thì còn cơ hội làm phước, mà không chịu làm thôi cũng khó nói. Cứ xuống là ngạ quỷ hay bàn sanh là làm gì giờ? Còn bàn sanh á, cái nhân là gì? Cái nhân của bàn sanh là không có phát triển về trí tuệ. Bàn là cái xương sống nằm ngang, không có phát triển về trí tuệ. Bàn sanh á, là những chúng sanh tạo cái nhân là hưởng dục, phát triển về cái bao tử. Hưởng dục, lo ăn, lo ngủ, lo hưởng dục không. Không có phát triển về tâm từ, không có phát triển về trí tuệ. Chỉ lo hưởng dục, thỏa mãn, ăn cái ngủ, thỏa mãn cái nhu cầu thôi. Và vì vậy là nhắm mắt rất dễ sanh bàn sanh nha. Đó, cái nhân của nhà là như vậy đó. Còn nhân làm người nãy giờ thầy đã nói rồi. Rồi thôi tới đây nghỉ được rồi ha. Bài muốn học ý số 5, 6, số 7 không? Thầy giả bổ hỏi thôi. Bây giờ trên nửa giảng đường do tay thầy mới dạy ý số 5, 6, số 7. Mỗi ý 3 phút thôi. Ai muốn học ý số 5? Rồi. Ai muốn học ý số 6? Rồi. Ai muốn học ý số 7? Cho quý vị làm thầy hiểu lầm, tưởng quý vị ham học nha. Rồi thì thôi, mỗi cái khoảng 3-4 phút gì đó, rồi khoảng 10 phút nữa nha. Rồi, số 5. Kinh Tăng Chi, chương 3 Pháp, Phẩm Người, bài kinh chất chứa, bài kinh này muốn nói cái gì? Trong bài kinh này, Phật có nói ở đời có 3 cái hạng người xuất hiện. Thầy nói tóm tắt thôi, quý vị đọc lại quý vị sẽ hiểu nè. Nếu mà người nào ở trong đời, thầy đọc chánh kinh chút xíu nha. Này các tỳ kheo, có hạng người chất chứa các thân hành có não hại, khẩu hành có não hại, ý hành có não hại. Tức là sao? Thân khẩu ý của mình thường làm khổ mình, khổ người. Thì cái nhân như vậy thì cái quả ở đâu? Chúng sanh ở trong địa ngục nhất hướng khổ đau. Là những cái chúng sanh thường là sống với não hại, đau khổ cho mình, cho người mà, là địa ngục. Rồi hạng người thứ hai nào? Những chúng sanh nào nha, chất chứa thân hành không có não hại, khẩu hành không có não hại, ý hành không có não hại, người ấy được sanh trong thế giới không có não hại, và do cảm giác các cảm xúc không có não hại, người ấy cảm giác cảm thọ không có não hại, nhất hướng lạc như chư thiên ở biến tịnh thiên. Tức là người này sống lợi mình lợi người, đem an lạc cho mình cho người thôi. Thì đây là cái nhân để mình sanh lên làm chư thiên. Được chưa? Thứ ba là nói về mình nè. Có người chất chứa thân hành có não hại và không có não hại. Tức là sao? Thân mình có lúc làm thiện, có lúc làm ác. Thầy hay nói vui đó là có lúc dễ thương, có lúc ương ương khùng khùng. Đó, có lúc từ bi, có lúc sân si bất ngờ. Đó, có lúc thì mình là trái chôm chôm rất là ngọt, mà có lúc thì là trái me già rất là chua. Đó. Con là nửa đứa con lai, nửa lai Đức Phật, nửa lai Ta Bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm. Một tháng con thích ôm đồm, 28 ngày mặn nhưng mà cũng có hai hôm muối mè. Đó, có hôm thì con thích đi shopping mà có hôm thì con cũng là áo lam, áo nâu rất là dễ thương. Đó, cho nên quý vị thấy không? Thì có người thân có lúc thiện lúc ác, khẩu có lúc thiện lúc ác, ý có lúc thiện lúc ác. Thì người đó là ví như loài người, một loại chư thiên và một loại sanh trong đại xứ. Tức là ở cõi người mình có người thiện ác không? Có. Có những người quý vị thấy sướng như tiên không? Có những người quý vị thấy khổ như điên không? Đó, mình thuộc hạng nào? Còn có những ngày sướng như tiên, có những ngày khổ như điên. Mà cuộc đời nó vậy đúng không quý vị? Do đâu? Có nhân quả hết. Mình sống với cái nhân lành nhiều thì mình sướng như tiên. Mình sống với nhân ác nhiều thì mình khổ, khổ như điên. Nhưng mà có cái trường hợp nào? Một loại chư thiên. Làm sao quý vị? Có chư thiên rất là lạ nha. Ngày sướng đêm khổ, hoặc là ngày khổ đêm sướng. À,
có chư thiên như vậy nha, có loại chư thiên vậy. Mình gọi là á thiên á, là nửa chư thiên mà nửa ngạ quỷ vậy đó. Tức là sao? Tức là lúc mà cái người đó gây nhân á nha, gây một cái nhân thiện với ác nào đó. Ví dụ như cái ngày hôm nay họ làm thiện, à, bắt đầu tối họ làm ác. Ngày mai họ làm thiện, ban ngày họ làm thiện, mà tối họ làm ác. Ban ngày họ làm thiện, mà tối họ làm ác. Sau này cái quả nó trổ á, ban ngày là chư thiên, ban tối là ngạ quỷ, hay là ban tối là địa ngục. Cuộc đời nó như vậy. Mình so cõi người mình có không? Có, nó cũng có. Nhưng mà có thể mình không phải là sáng tối, mà mình có thể là 10 năm đầu xứ chư thiên, 10 năm đầu khổ, 10 năm sau là khổ như điên đó, ví dụ vậy đúng không? Mình có thể chia nửa đời sau đó. Có những tháng ngày là lên voi xuống chó, còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời cưỡi ngựa lấy dây thun bắn ruồi. Có lúc này lúc kia mà khó nói lắm. Rồi, có những loại sanh trong đọa xứ, có những loại dạ xoa nha. Có những loại dạ xa quý vị là có những khi sướng như chư thiên và có những khi là khổ như ngạ quỷ nha. Dạ xa ngạ quỷ. Đó là nói về ba hạng người trong đời. Là ác nghiệp nặng quá, thân khẩu ý tàn là bất thiện thì là rất là dễ địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Có những hạng là làm an lạc không thì đó là chư thiên. Và có những người là vừa thiện vừa ác đó thì có khi làm người. Và có khi có một số chư thiên hoặc là một số ngạ quỷ nào đó là vừa có phước và vừa cũng là có tội bất thiện. Cho nên là vừa sướng như tiên và vừa khổ như điên như thầy vừa nói. Rồi bài số 6. Bài ý số 6, bài kinh hạt muối. Bài kinh này thầy nói tóm tắt thôi, bài kinh này hay lắm, quan trọng lắm. Thầy nghĩ có một dịp nào đó thầy sẽ phân tích rộng. Bài kinh hạt muối á, và quý vị nghe thầy đọc chánh kinh một chút nha. Kinh Tăng Chi chương 3 pháp, phẩm hạt muối, bài kinh hạt muối. Này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào trong một chén nước nhỏ. Này các thầy nghĩ như thế nào? Này các thầy, nước trong chén ấy có vì nắm muối trở thành mặn và không uống được phải không? Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao? Nước trong chén nhỏ này là ít, do nắm muối này nước trở thành mặn. Giống như quý vị cứ nhìn cái ly nước của thầy nè, nó nhỏ quá. Thầy lấy một nắm muối thầy bỏ vào, cái ly nước này mặn không? Mặn. Tại sao nó mặn? Vì cái ly nhỏ quá, nước ít quá. Rồi kế tiếp nha. Này các tỳ kheo, có người bỏ một nắm muối vào sông Hằng. Các thầy nghĩ thế nào? Sông Hằng có vì nắm muối mà trở thành mặn không? Không. Tại vì sao? Sông Hằng rộng quá. Sông Hằng ở Ấn Độ nghe. Từ đó mình rút ra cái bài học gì? Mời quý vị nghe cái đoạn kinh kế tiếp nè. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây có người làm nghiệp ác nhỏ mọn, là một nghiệp ác nhỏ thôi, rất là nhỏ, và nghiệp ác ấy đưa người ấy vào địa ngục. Một việc ác nhỏ thôi cũng có thể đưa người đó xuống địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc là súc sanh. Ở đây này các tỳ kheo, có người làm nghiệp ác nhỏ mọn tương tự, cũng một nghiệp ác nhỏ như vậy luôn, và nghiệp ác ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, chứ không có xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh nha. Một cảm thọ có nghĩa là mệt bệnh cái thôi, cho đến chút ít cũng không thấy được ngay trong đời này, huống chi là nhiều. Vì hiểu ý này không? Này nghe nè, nghe cái chỗ này là như vậy nè. Một nắm muối mà bỏ vào cái ly nước nhỏ quá nó sẽ mặn. Nhưng một nắm muối bỏ vào một dòng sông, một lưu nước nó không mặn, thì vì cái lưu nước lớn quá. Quý vị cứ hình dung nước này là phước của mình, công đức của mình, phước của mình. Quý vị là một người mà có phước quá ít đi, công đức quá ít đi, muối này giống như là những cái ác nghiệp của mình vậy đó, nó trộ. Nghiệp của mình á, thì nó nhiều, mà phước của mình nó ít. Thì dù là mình tạo một cái tội nhỏ thôi nha, nó chỗ mình khổ không? Khổ khủng khiếp đó. Như một nắm muối là mình tạm hiểu là tội đi, là tội, nhưng mà phước của mình có chút xíu là nó làm cho mình mạng. Nhưng mà có những người phước họ lớn như là một cái sông Hằng, như một dòng sông mênh mông, phước lớn như vậy, thì cho dù họ có làm tội đi nha, thì nó có chỗ quả cũng ít thôi. Và Đức Phật lấy cái ví dụ, tại sao mà thầy gửi cái bài kinh này đó, thì thầy muốn quý vị đọc trực tiếp lời Phật dạy trong cái nguyên văn. Khi mà thầy phân tích để quý vị hiểu, mà quý vị có thêm cái đức tin là Phật dạy cái bài kinh này, cũng một nghiệp ác nhỏ đó, mà khi mà có một người làm một cái nghiệp ác đó có thể đọa xuống cõi xấu liền. Tại sao? Giờ quý vị hiểu chưa? Hiểu chưa? Là tại vì cái phước họ ít quá, công đức họ ít quá. Một nghiệp ác nhỏ thôi cũng có thể làm họ rơi xuống cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Và cũng một cái nghiệp ác đó với cái người có một cái công đức lớn thì họ có khổ không? Nha. Một là họ khổ bằng cách này nè. Thay vì cái người mà thiếu phước đó nha, họ bị đọa xuống cõi địa ngục ngạ quỷ gì đó 3 tháng 3 năm
thì cái người có phước họ bị đau đầu 3 tiếng thôi. Họ đau 3 tiếng thôi, ta nói ví dụ vậy. Hoặc là đau 3 ngày hoặc đau 3 tháng thôi. Thay vì phải 3 kiếp thì 3 tiếng thôi, 3 tháng thôi. Hoặc có khi mình phước họ lớn nữa nha, nhích cái đầu một cái là hết luôn. Hết luôn, vậy là trả xong nghiệp rồi đó. Cái người có phước nó vậy đó. Đó. Cho nên trong đời của mình đó, mà mình tạo, mình bị lãnh một cái quả xấu nào đó nhá, thì mình nghĩ vậy nè. Thay vì mình than trời trách đất nha, mình tu là không có than trời trách đất, không có trách mẹ, không có trách cha, không có trách ai hết nha. Đừng trách mẹ, đừng trách cha, đừng trách người ta sao say lòng đổ dạ, đừng trách gió mùa xa, đừng trách lá nơi nào sao cứ hoài rớt vội, đừng trách những con người đã một lần làm lỗi, mà hãy tự trách mình sao không đủ thứ tha, sao mình không đủ để mình tha cho họ. Mình phải trách mình chứ mình đừng có trách người ta. Chuyện nó đến trong đời, mình trách mình chứ đừng trách người. Tại vì con thiếu phước, tại vì con gieo cái nghiệp nào đó, phước con mỏng, nghiệp con dày, chuyện này nó đến con mới khổ vậy. Chứ nếu mà phước của mình lớn á, nó qua rồi, có phước mới bước qua nạn tai. Trách người một, trách ta mười, là con Phật là vậy đó. Cứ trách người một, trách ta mười. Đừng buồn người làm khổ ta, ta làm khổ họ gấp 3-4 lần. Đến khi nhắm mắt lìa trần, chỉ xin được nói một lần cảm ơn. Đừng có trách cái người mà làm khổ mình nha. Nhiều khi mình khổ, làm khổ họ gấp 50 lần, và cứ cho là họ làm khổ mình đi, thì họ cũng dạy cho mình một cái bài học gì đó. Thì hôm nay quý vị học cái bài kinh này, quý vị hoan hỷ không? Đó. Phải ráng mà làm phước nha. Làm phước không bao giờ đủ. Cứ cho là mình có làm tội đi, mình đâu có quay lại trong 5 tháng, 10 tháng trước mình sửa cái tội được đâu. Nhưng mà mình có thể làm cho cái hồ nước công đức của mình nó lớn được không? Được không? Được. Hiểu chưa? Đó. Cứ làm công đức, tu tập cho công đức lớn vô. Nghiệp đã tạo rồi, ác nghiệp cũng đã lỡ tạo rồi, nhưng bây giờ làm công đức lớn nó chỗ thì nó làm sao? Nó nhẹ cho mình. Đó, bài kinh hạt muối là muốn nói như vậy. Hoan hỷ không? Hoan hỷ nha. Còn ý cuối nữa. Ai biểu nãy giơ tay làm chi? Nha. Ai biểu hồi nãy giơ tay làm chi? Bây giờ ván đã đóng thuyền cũng phải ngồi nghe thôi. Nha. Rồi, thật ra bài kinh này là một trong những bài kinh rất là gần gũi với đời thường. Trong cái bài kinh này á, là Đức Phật nói về 7 cặp nhân quả. 7 cặp nhân quả mà quý vị rất là dễ gặp. Thứ nhất á, là người sống lâu và chết yểu. Nhân nào sống lâu, nhân nào chết yểu. Thứ hai là người nhiều bệnh và ít bệnh. Thứ ba là cái nhân quả đẹp, nhân quả xấu. Thứ tư là nhân nào mà mình có quyền thế và nhân nào mình không có quyền thế. Thứ năm là nhân nào mà mình giàu và nhân nào mà mình nghèo. Thứ sáu, nhân nào là mình được cao sang và nhân nào mình hạ liệt. Và thứ bảy là nhân nào mà mình có trí tuệ và nhân nào mình liệt tuệ, là ít có trí tuệ. Gần như là đời thường của mình nó dính với 7 cái này phải không? Đó, Đức Phật dạy trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, trong Trung Bộ Kinh. Vì thời gian không còn cho nên thầy sẽ nói vắn tắt nhất có thể nha. 7 cặp nhân quả này, cái nhân chính để cho mình sống lâu hoặc chết yểu á, là do mình sát sanh. Sát sanh là cái nhân để chết yểu nha quý vị. Dĩ nhiên mình nói là nhân chính nha, có thể là còn nhiều cái nhân khác nữa. Bây giờ quý vị nói dễ hiểu vậy thôi nè. Bây giờ có một con vật, nó đang sống chưa hết tuổi thọ. Cái vì mình yêu cái bao tử mình quá, mình thương cái bao tử mình quá, mình muốn có món ăn ngon, mình ra mình cắt cổ nó. Nó đang sống, mình cắt cái mạng sống của nó. Thế theo nhân quả là mạng sống của mình phải bị cắt lại thôi. Công bằng không? Rất là công bằng. Cho nên người Phật tử á, mình chưa có ăn chay thì mình cứ ăn mặn, nhưng mà cứ mua đồ chết ăn giùm thầy nha. Mua đồ chết ăn giùm thầy. Phát nguyện một con kiến cũng không có giết. Đây, thầy có hai đệ tử Úc, bữa vô phòng thầy bắt mũi cho thầy. Bắt hay lắm, bắt được mấy con mũi đàng hoàng nha, bắt thiệt á. Thầy có cái vật bắt mũi, có đệ tử lâu lâu vô bắt mũi cho thầy. Bắt được nha, bắt được mấy em mũi luôn á. Lâu lâu cái phòng thầy mũi thầy mở ra, mở cửa vô mấy em này vô bắt mũi. Thật ra đó là gì? Là thầy dạy cho mấy em tâm từ đó. Thầy dạy cho mấy em tâm từ. Con đi bắt mũi đi, con đừng có đập em nha con. Con đừng có đập em nha con. Cái nói là con mũi thì nói không, không được nói con mũi, không được nói con chó, không được nói con heo, mà nói em heo, em chó, em mũi. Ở đây thầy có nội quy đó luôn đó. Thì để anh chị biết, vị biết không, tập thương, thương loài vật. Thì mấy em bắt em mũi xong, bắt từ từ ra nha con, bắt từ nhẹ 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 rồi thả em mũi ra. Mà khi mà thầy làm cái đó, tự nhiên thầy rất là vui luôn đó quý vị. Thầy rất là vui khi mà thầy bắt từng cái em kiến thầy thả ra ngoài. Thầy bắt từng em mũi thầy thả ra ngoài. Thầy biết rất là nhỏ thôi, nhưng mà đó là mình đang học cái tâm từ. Rồi lớn hơn là gì? Mình thương, nguyện thương tất cả chúng sanh, không có kẻ thù. Đó,
Và thì cái nhân chính để cho mình cái tuổi thọ ngắn là mình sát sanh. Nếu mà ai có sát sanh thì ráng khuyến khích người đó. Bây giờ anh thích ăn thịt thì anh cứ ăn, nhưng mà anh cứ mua thịt chết ăn, đừng có mua thịt sống, đừng có sát sanh nha. Bây giờ mình chưa hiểu đạo thì mình thấy như vậy, nhưng mà có khi mình hiểu đạo rồi đó thì cái ác nghiệp của mình nó nhiều quá, đôi lúc phải trả những cái quả, và đôi lúc nó phải cắt đứt sớm cái mạng sống của mình. Cái nhân nào nhiều bệnh ít bệnh, cái nhân nhiều bệnh ít bệnh đó là mình dùng cái bàn tay của mình, lời nói của mình, hành động của mình gì đó, mình làm cho người ta đau khổ, làm cho mình đánh người ta, mình đấm người ta, mình quăng gậy gọc, bàn tay nhuốm máu đó. Ví dụ như ông vật như vậy, cái tự nhiên mình đánh đó, mình làm hại người, tổn thương người khác, cái nhân nó làm cho mình bệnh nhiều nha, bệnh nhiều. Rồi mình giúp đỡ người khác, mình chăm sóc cho người khác, nhiều cái nhân để cho mình có cái sức khỏe. Thời Đức Phật có một vị không bao giờ bị bệnh, đó là thầy Bạc Câu La. Sống 160 tuổi không bao giờ bị bệnh, dù là bệnh cảm. Đức Phật còn bệnh đó quý vị, thầy Bạc Câu La không bệnh nha, cái nhân vậy đó. Còn đẹp xấu, đẹp xấu ở trong đây á, máu chốt của đẹp xấu là tâm từ. Quý vị mà có thực tập tâm từ là cái nhân chính để mình đẹp đó. Còn cái nhân chính để mình xấu là gì hả? Dạ. Không sao quý vị yên tâm, thế nào quý vị cũng có ít nhất được một nét đẹp, gọi là nét đẹp tiềm ẩn. Hiểu không? Tiềm ẩn là càng tìm nó càng ẩn đó. Có một cái nét đẹp là càng tìm nó càng ẩn nha. Nhân chính để mình đẹp đó là tâm từ, còn nhân chính để mình xấu đó là tâm sân. Nhưng mà quý vị hiểu rộng ra giùm thầy nè, làm phước về bốn cái phương diện này. Một là làm phước bố thí về vật thực, vật thực đó, cho người ta ăn. Người ta đang đói, đang bệnh, người ta xấu lắm, ăn vô phục hồi sức khỏe, người ta có nhan sắc lại, cái nhân cho mình đẹp. Mình bố thí làm phước về y phục, làm đẹp cho người ta, tặng những bộ đồ đẹp, dĩ nhiên phải có lợi ích, có là pháp thiện, thì là nhân cho mình đẹp. Thứ ba là cái phước quét dọn. Trên hồi nãy thầy nói á, ai mà làm nhà vệ sinh là cái kho phước, là cái kho phước nhà vệ sinh, nhà bếp nha. Thầy từ lúc đi tu á, cho đến cách đây hơn 2 năm trước, trước khi thầy làm trụ trì, mùng 1 Tết nha, quý vị vô là khi vô xong mà xả rác đầy hết, quý vị đi về thầy ra thầy chùi nhà vệ sinh. Mùng 1 Tết á, chỉ có 2-3 năm nay là thầy không làm, tại vì sau này có đệ tử thầy khuyến khích Phật tử làm. Trước đến giờ là thầy cứ canh me cái nhà vệ sinh, thầy vô thầy chùi. Còn lúc trước thầy đi tu là thầy lãnh luôn cái trách nhiệm chùi nhà vệ sinh, là làm những cái việc dơ giấy không mà làm củi, làm bếp, quần áo người ta dục cái thầy sắp xếp, thầy giặt sạch lại để thầy tặng, rồi chờ quét rác, hút hầm cầu ngày xưa đó quý vị. Lúc mà thầy tu 20 năm trước ít có cái chuyện mà hút bằng cái xe lắm, xuống nhảy xuống lấy cái số múc lên. Trời ơi, bây giờ mà thầy mà lúc ăn mà thầy nhớ cái đó thì ăn không nổi luôn á, mà mình làm rất là một cái tâm phục vụ đại chúng nha. Dạ. Cho nên thầy nói nhà vệ sinh là cái kho phước á, cho nên quý vị đừng có thấy mấy người vô nhà vệ sinh là tội nha, à, tội nha, tội chư sử á, phước dữ lắm nha, phước dữ lắm, họ đang làm phước đó. Mà diễn nhiên ở đây là đó là tốt họ mới làm, nhưng mà ý muốn nói là gì, trước nhất làm nhà vệ sinh nó tập cho mình nhiều cái tánh kham nhẫn. Dạ. Có nhiều người là dễ thương lắm. Dạ. Cho nên là thôi mình không muốn nói nữa, vô nhà vệ sinh không nói nữa, tại vì mình sắp ăn bún rồi. Sắp đến giờ ăn bún rồi đó. Cho nên là muốn đẹp á là làm cái phước trang nghiêm nha. Tại sao mình cúng bông lên cho Phật là mình đẹp, thì mình trang nghiêm bàn Phật, người ta nhìn người ta xin tính tâm đẹp. Mình đi đường mình thấy rác mình lượm là sau này phước đẹp. Những cô chú mà làm cái phước quét dọn rác sau này đẹp lắm nha. Vô chùa mà quý vị cứ thấy chỗ nào quý vị dọn đẹp đi, dọn rác đi là đẹp hết, không có cần người ta phải khen mình nha. Tặng lại một câu nữa nè, một câu thầy rất là mê. Chính việc làm của mình là sự tưởng thưởng cho mình. Nhớ vậy đó. Chính việc làm của mình là sự tưởng thưởng cho mình. Tức là việc mà quý vị chùa nhà vệ sinh đó, nấu ăn đó, dọn dẹp đó, giữ xe đó, tu tập đó, quét rác đó, phụng sự đó, vì quý vị làm đó là món quà của quý vị đó. Thầy tới thầy khen thì quý vị cũng có phước, mà thầy không khen quý vị cũng có phước. Với lại đâu phải mục đích của quý vị làm để thầy khen đâu, phải không? Mà tại vì quý vị hiểu việc đó là việc thiện quý vị làm. Nhân nào để có quyền thế lớn, quyền thế nhỏ nè. Con đường đưa đến quyền thế nhỏ này thanh niên là tật đố. Cái người nào mà hay đố kỵ mình ít có quyền thế trong đời đó. Lại đó. Mình thấy người ta giàu hơn mình, đẹp hơn mình, khỏe hơn mình, thông minh hơn mình, chức vị hơn mình, uy quyền hơn mình, là mình nhảy ra mình sanh cái tâm đố kỵ. Giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, thông minh thì đố kỵ. Quý vị cứ đố kỵ với người khác nha, là quý vị đố kỵ với cái người mà có quyền lợi, cái người được tôn trọng, cái người được cung kính, cái người được đảnh lễ, mình sanh tâm đố kỵ. Trời ơi, nhìn cái mặt ông đó thấy ghét,
tự nhiên đi kính ổng đó. Thấy vậy đó, trời cái ông đó quyền thế gì, nhìn cái mặt ổng thấy ghét, nhìn là thấy ông ưa rồi, khổ rồi đó. Cái người có quyền thế mình phải hiểu họ có cái phước gì đó họ mới có quyền. Cái người đó họ được cung kính, mình đâu có ai cung kính mình đâu, mình đố kỵ thì đố kỵ cũng được, nhưng mà mình hiểu thế này nè, càng đố kỵ thì mình càng đi xuống, được chưa? Thương mình nha. Tôi nói cho anh biết, tôi nói cho chị biết, tôi không thèm đố kỵ đâu. Tôi không thèm đố kỵ là vì tôi thương tôi, được chưa? Vậy cho nó dễ đi, chứ nhiều khi mình đừng có nói gì cao sang hết, vì nói mình muốn thương mình không muốn đọa vào hoặc là rơi vào một cái kiếp làm người với sự hạ liệt, với sự không có uy quyền gì cả. Nên bây giờ mình muốn có uy quyền lớn nhỏ gì đó là mình học ở cái chỗ này. Rồi còn chỗ có tài sản, tức là giàu nghèo á, là cái nhân chính là gì? Là bố thí nha. Nhân chính là bố thí. Còn cái nhân chính để mình khó khăn, nghèo khó là gì? Bỏng sẻn, tham lam, ích kỷ. Nhân chính để hạ liệt cao sang là gì? Là ngã mạn nha. Càng ngã mạn càng rơi xuống vực sâu. Sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu, nhớ vậy. Sông sâu tĩnh lặng lúa chín cúi đầu, cây tre nó lớn rồi nó biết cong người xuống, lúa chín rồi nó biết cúi đầu xuống. Người càng có đức, có phước, có tu tập càng giỏi, làm vị đó càng khiêm tốn nha. Còn mình là thùng rỗng là kêu to, nó khổ vậy đó. Mình càng biết mình dở thì mình phải càng khiêm tốn để mình học. Còn ở đây á, mình được cái gì mà quý vị cứ nhớ nè, mình ngã mạn, tự cao, tự đại là mình tự dại, và có nghĩa là tự tử. Tự tử là tự giết mình đó, giết hết các công đức của mình. Và cuối cùng là có trí tuệ và không có trí tuệ. Muốn có trí tuệ là quý vị là học, phải học nha. Học pháp thiện, pháp bất thiện, tốt, xấu, thiện, ác. Học pháp, nghe pháp, hành thiền là những cái nhân chính để cho mình có trí tuệ. Và hồi sáng thầy Chiếu Huệ có giảng thêm đó, mình làm những cái phước, mình hỗ trợ cho người ta ăn học, mình tạo điều kiện cho người ta ăn học, mình trợ duyên cho người ta ăn học, mình dạy cho người ta biết được con chữ, chỉ cho người ta pháp thiện, pháp bất thiện, hoặc mình đi học pháp thiện, pháp bất thiện. Nhưng mà diễn những đỉnh cao của có trí tuệ đó là hành thiền quán nha, hành thiền quán để có trí tuệ của bậc thánh, được chưa? Đã, kết thúc bài là như vậy đó.